chương 218. Trung khởi, bắt đầu lại. 18 ngự gia trên thượng trọng thiên, mỗi mỗi nhà đều chiếm cứ một phương thần địa, trong đó vùng đất do hai nhà trung ly, du trường quản là rộng nhất. Mấy năm nay trung ly gia liên tục đoạt đi không ít thần địa từ du gia, nhưng cũng chưa đến nỗi tổn thương đến nền móng của du gia. Tuy nhiên một khi thắng được cuộc chiến trở về thì sẽ có được tòa thần sơn mới, Trung Ly Gia sẽ có thể nhảy vọt trở thành ngự gia đệ nhất trên Thượng Trọng Thiên. Từ sau khi Trung Ly Khanh Phi Thăng trở về thì gần một năm nay tình hình càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Không cần thế lực phụ trợ nào khác, vị tân ngự thần này vừa lên tới liền lấy tốc độ cực nhanh thích ứng lại với Thượng Trọng Thiên, sau đó dẫn dắt người của Phủ Trung Ly không ngừng tiến vào các thần cảnh, ngự thần Du Gia gặp phải hắn đều không chiếm được chỗ tốt nào. Nhưng sau một năm, qua năm thứ hai, tình hình đột nhiên chuyển ngược. Truyền rằng Du gia chiêu mộ được một tán thần khó lường từ Trung Trọng Thiên, chẳng những biết luyện khí mà còn biết các loại trận pháp, phù chú, vì thế tin tốt bắt đầu đổ về Du gia, nhiều lần vào thần cảnh còn thu hoạch được phong phú hơn cả Trung Ly gia. Mấu chốt nhất chính là vị tán thần đó có một lần đã đối đầu trực diện với Trung Ly Khanh. Một tán thần, một ngự thần. Người có đầu óc bình thường đều biết ai sẽ thắng khẳng định là trung ly khanh thắng rồi nơi náo nhiệt nhất ở trung trọng thiên một tán thần vừa phi thăng lên không bao lâu sau khi nghe các tiền bối chung quanh bàn tán thì liền khẳng định chắc nịch sai rồi tán thần ngồi đối diện rung đùi đắc ý nói hai vị đó vậy mà lại đánh ngang tay thật sao thật vị tân ngự thần kia sau khi trở về thì bầu trời trên phủ trung ly cũng tối sầm xuống các thần ở tam trọng thiên đều nhìn thấy rõ ràng có thể thấy được tâm tình của hắn thế nào khi vị tán thần mới còn chìm đắm trong chấn động khi có tán thần lại đối kháng ngang cơ với ngự thần thì ở bên cạnh một tán thần khác ngoắc tay bảo mọi người tới gần các ngươi có biết vì sao không mọi người chung quanh lục tục xích lại gần hắn vị tán thần này nói nhỏ thật ra vị tán thần đó chính là tân ngự thần du gia vừa nói xong thì mọi người liền suy một tiếng tản ra hiển nhiên là không tin lời hắn không thể nào. Lúc trước khi tán thần đó phi thăng lên tới ta đã gặp qua rồi, là nữ. Mà ai lại không biết tân ngự thần của Du Gia là nam nhân? Với lại có ai mà ngự thần không làm lại tự nhiên đi làm tán thần không? Mấy chuyện này ta cũng không rõ, nhưng mà tán thần nói Diệp Tố là du phục thời bày ra một vẻ mặt thần bí, nhếch môi cười nói, đường đệ nhà thúc thúc của bạn tốt của của ta đang là phó thần trong du phủ chính tai hắn nghe thấy vị tán thần đó gọi ngự thủ du gia là mẹ câu cuối cùng lại thành công hấp dẫn mọi người túm tụng xung quanh hắn muốn nghe nhiều bát quái hơn nữa tuy nhiên cũng chỉ có một điểm chứng cớ này mà thôi không còn gì khác lúc này trong du phủ trên thượng trọng thiên vị tán thần vừa viết lên truyền kỳ đánh ngang tay ngang sức với ngự thần đang dựa vào trên ghế để dùng nhai giúp chữa thương một cánh tay của mình lực lượng của ngự thần không phải là thứ mà tán thần các ngươi có thể thừa nhận nổi. Bàn tay dung nhai lướt qua lướt lại trên cánh tay đang đầm đìa máu tươi của Diệp Tố, ánh sáng xanh nhạt hòa lẫn ánh tím chậm rãi loại trừ kiếm ý của ngự thần ẩn chứa trong miệng vết thương. Quá trình này không đến mức đau đớn đến đứt ruột đứt gan nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu. Thế nhưng đương sự ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, chán ướt mồ hôi thì mặt mày không hề gợn sóng, thậm chí một tay khác còn đang cầm bản đồ thượng trọng thiên lên xem. Dung nhai từng là người của Dung gia, một trong 18 ngự gia, bọn họ sinh ra liền có năng lực chữa trị, về sau quy phục Du gia. Ông xử lý xong miệng vết thương của Diệp Tố, nói, ngươi nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Diệp Tố lại vờ như không nghe thấy, nàng đặt bản đồ lên đùi, dùng cánh tay còn lại không bị thương khoanh một vòng nhỏ trên bản đồ, nơi này thuộc về Trung Ly Gia sao? Dung nhai chuyển mắt nhìn theo tay nàng chỉ, đáp, từ năm ngoái toàn bộ đã về dưới chướng bên đó. Nơi Diệp Tố chỉ là một trong 18 ngự gia, lôi gia, tức ngự thần phụ trách lôi kiếp của hạ giới. 18 ngự gia, thực lực mạnh yếu không đều, sẽ có không ít ngự gia vì đủ loại nguyên do mà cuối cùng lựa chọn quy thuận một nhà khác, nhưng có thể giữ lại họ của mình. Vậy à, Diệp Tố khẽ nhắm mắt trầm tư khó trách vạn năm sau phù thế đại lục lại không có lôi phi thăng. Ngự gia phụ trách lôi kiếp bị trung ly gia nắm giữ, tất nhiên có thể khống chế lôi phi thăng, không cho người khác lên thượng giới. Thời gian còn lại 7 tháng. Mà ta hỏi thật, dung nhai trị liệu cánh tay cho nàng xong thì không rời đi ngay mà lại lén lút quay đầu nhìn chung quanh. Phòng ngừa đạo lữ của mình đột nhiên xuất hiện, ông ấp a ấp úng hỏi, ngươi thật sự không phải, nhi tử của ta hả? À? diệp tố đã hơn một năm trôi qua rồi mà hiểu lầm này vẫn chưa giải trừ sao nàng chậm rãi ngước mắt lên thì liền đối diện ngay với ánh mắt ẩn ẩn mang theo sự thương yêu và đau lòng của dung nhai có phải con gặp lý do gì khó nói nên mới phải che giấu tung tích không dung nhai thấp giọng hỏi ngài vì sao ngài lại hỏi như vậy diệp tố khó hiểu nàng không hề nói chuyện du phục thời với hai người hiện tại nàng đã giao đấu qua với Trung Ly Khanh, kế tiếp chính là phải đuổi tới vạn năm sau, mở ra thông đạo nối phù thế đại lục với thượng giới. Chuyện này Diệp Tố đã bắt tay vào làm, Trung Ly Khanh đã đồng ý với lời khiêu chiến của nàng, bọn họ sẽ đồng thời tiến vào năm thần cảnh, ai lấy được vật mục tiêu trước thì thắng. Còn điều kiện của lần đánh cực này chính là mở lại thông đạo bị đóng cửa trước đó. Một năm qua Diệp Tố vẫn luôn đối phó với Trung Ly Gia, hơn nữa mỗi lần hành động đều có mục đích rõ ràng, tất cả đều là nhằm vào chuyện Trung Ly Gia đã làm. Trung Ly Khanh không hề hoài nghi, lập tức đồng ý đánh cược với nàng. Trong cơ thể của ngươi, ta vẫn cảm giác có rũ huyết tồn tại. Nét mặt dung nhai khẽ xẹt qua một tia mờ mịt, mỗi khi ông tập trung tra xét thì lại không phát hiện ra gì cả. Nhưng vừa rồi khi trị thương cho Diệp Tố thì lại một lần nữa cảm nhận được rũ huyết, mặc dù cực kỳ nhạt. Dũ huyết là huyết mạch đặc thù của ngự thần dung gia, con của ông tập hợp lực lượng của ông và du ly dáng, không chỉ riêng cơ thể mang dũ huyết mà còn có lực lượng tối thượng. Diệp tố sừng sốt, nhớ tới tiểu sư đệ đã từng đút mình một giọt máu. Hai người đang nói cái gì đó? Du ly dáng vội vàng bước vào, nhìn thấy hai người thì lên tiếng hỏi. Dung nhai tức khắc ngậm miệng, còn liếc mắt ý bảo Diệp tố đứng nói linh tinh đang nói về chuyện đánh cuộc với Trung Ly Khanh. Diệp Tố bình tĩnh đổi đề tài. Du Ly dáng nhíu mày, ngươi thật quá mức lớn gan rồi, một năm trước không đụng phải Trung Ly Khanh, lần này lần đầu tiên có thể đánh được ngang tay nhưng không có nghĩa lần sau có thể thắng. Lực lượng của ngự thần sâu không lường được, đặc biệt năm đó khi hai vị tân ngự thần sinh ra còn được thiên đạo tiên đoán sẽ sinh ra thượng trọng thiên đệ nhất ngự thần. Thôi, nếu hai bên đã định rồi thì cũng không có cách nào thay đổi. Ánh mắt sắc bén của Julie dáng nhìn về phía Diệp Tố, từ hôm nay trở đi, người đi theo ta. Trung Ly ra am hiểu kiếm đạo, Du gia thì có thần lực ngập trời, luận về thực lực thì hai nhà ngự thần này áp đảo 16 nhà còn lại. Được, Diệp Tố đồng ý. Từ đó Diệp Tố liền đi theo Du Ly dáng rèn luyện thần lực, tới thời gian ước định liền tiến vào thần cảnh chỉ một mình nàng. Ngày ước định hôm đó, hai người đơn độc vào thần cảnh đoạt vật mục tiêu. Trên mỗi một tòa thần sơn đều có thần cảnh, bên trong thần cảnh thiên biến vạn hóa, thần thú thường xuyên lui tới nên muốn lấy được vật mục tiêu cũng không phải việc dễ dàng. Diệp Tố nhanh chóng đạp lên các tán cây tạp phi thân về phía trước, bên tai đều là tiếng lưỡi dao gió lướt qua sắc lẹm, sau lưng nàng có một con phong thú đang đuổi theo. Đây đã là cửa ải cuối cùng, nàng phải vượt qua để lấy xương tường sáu trong thần cảnh này. Bốn ván trước nàng và Trung Ly Khanh lại một lần nữa huề nhau không phân thắng bại, vì thế ván này chính là ván quyết định. Chẳng qua lần này vận khí nàng có chút kém, vừa mới tiến vào không bao lâu lại đụng phải phong thú. Tốc độ của một người một thú nhanh đến độ chỉ xẹt qua tàn ảnh, tuy vậy phong thú rất nhanh đã đuổi kịp diệp tố một ván này nàng nhất định phải thắng. Diệp Tố chợt xoay người, hai tay kết trận, dâng lên một trận pháp từ kim sắc ngăn trở tất cả các lưỡi dao gió từ các hướng. Phong thú phía sau nhảy trồm tới nhẹ nhàng như một trận khói, đôi mắt cực lớn nhìn chằm chằm vào Diệp Tố, hô hấp phả ra từ miệng mũi đều hóa thành lưỡi dao gió sông thẳng về phía nàng. Thật phiên! Trong lòng Diệp Tố hiếm khi nóng nảy, năm lần vào thần cảnh đã tiêu tốn thời gian hơn nửa năm, nàng cần phải xuống hạ giới kịp thời mới được. Diệp Tố bỗng nhiên thu lại trận pháp, phong thú ở đối diện không dự đoán được một màn này, trong đôi mắt to như chuông đồng hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh sau đó nó liền hiểu ra. Hai tay nàng triệu hồi ra thần thức hóa thành hai lưỡi đao hình tròn, Diệp Tố hai tay hai đao phóng về phía phong thú. Trong lúc này lưỡi dao gió cũng không ngừng bay về phía nàng, nhưng Diệp Tố lại chuyển đao lưỡi tròn thành đoàn đao cho thuận tay hơn, vung lên chém vỡ các lưỡi đao gió, mở ra một đường máu giữa con mưa dao gió chạy thẳng về phía phong thú. Diệp Tố đã tới trước mặt phong thú, nàng không tiếp tục bước tới mà cầm đao nhìn phong thú ở đối diện, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào đôi mắt trừng lớn của nó, sát ý bừng bừng. Cùng phong giao gió không biết khi nào đã ngừng lại, chỉ còn làn gió nhẹ trong thần cảnh thỉnh thoảng lướt qua, không gian an tĩnh nhưng lại căng như dây đàn. Cuối cùng, phong thú nâng chân lên, dần dần lui về phía sau, sau đó chậm rãi biến mất trước mặt Diệp Tố. Trong nháy mắt sau khi phong thú rời đi, Diệp Tố lập tức tăng tốc chạy vào sâu trong thần cảnh, nàng muốn tìm được gốc cây nguyệt tường 6 trước Trung Ly Khanh, sau đó còn phải thu thập được một giọt xương từ trong nhụy hoa mới tính là thắng ván này. Dọc theo đường đi, những thần thú mà Diệp Tố gặp phải thì đều hoặc là chủ động thối lui hoặc là xông tới muốn công kích nàng nhưng đều chết dưới tay nàng. Càng đi đến gần trung tâm của thần cảnh thì sát ý trên người nàng càng nặng. Mãi đến khi Diệp Tố rốt cuộc tìm được một gốc nguyệt tường sáu sắp nở thì trời cũng đã dần tối xuống. Sát khí trên người nàng một lần nữa bùng nổ. Bởi vì bên gốc nguyệt tường sáu có một người đang đứng. Người nọ tay cầm kiếm, quay đầu lại nhìn Diệp Tố một thân chật vật, mặt mày anh Tuấn đĩnh đạc, nét mặt cười như không cười, người đúng là rất mạnh, có thể thắng ta đến hai lần. Ở linh cảnh đại lục còn chưa có ai thắng qua hắn. Nguyệt tường 6 còn chưa nở, thế nên Trung Ly Khanh mặc dù tới trước nhưng vẫn không có cách nào lấy được xương tường vi. Diệp tố căn bản không phản ứng hắn, thần thức hóa kiếm, trực tiếp động thủ. Trung Ly Khanh khẽ nhíu mày, thật ra hai người chạm mặt không nhiều lắm, ngoại trừ lần ở Hạ Trọng Thiên thì số lần hai người chân chính tiếp xúc chỉ có sáu lần. Mà sáu lần này nói với nhau còn chưa quá mười câu. Trung Ly Khanh thật ra cố ý muốn giao lưu với Diệp Tố, nhưng đối phương trước nay lại không bao giờ đáp lại một câu. Hắn rũ mắt, cổ tay chuyển động, giờ kiếm lên theo chiều ngang ngăn cản kiếm của Diệp Tố. Tuy nét mặt của Trung Ly Khanh vẫn như thường, nhưng bước chân lại không giấu vết trách ra một biên độ rộng hơn, lực lượng của một kiếm này của diệp tố thật quá hung ác, không bằng ngươi đầu quân về trung ly gia của ta. đợi cuộc chiến trở về kết thúc, ta sẽ trở thành nữ thần mạnh nhất. trung ly khanh kẹp sát hai tay vào người, nửa người trên uốn ra đằng sau tránh đi kiếm của diệp tố. sau đó kiếm trong tay nhanh như điện xẹt chém về phía eo diệp tố. tuy trong lòng diệp tố cảm xúc bực bội và sát ý chồng chéo lên nhau, nhưng hai mắt càng lúc càng bình tĩnh nàng hạ một tay xuống nhanh chóng rút ra phù chú chắn công kích bên hông. Phù chú bị chém nát, nhưng đồng thời cũng cho nàng cơ hội kéo giãn khoảng cách. Trung Ly Khanh không khỏi chật một tiếng, khi còn ở linh cảnh đại lục hắn chướng mắt nhất chính là loại tu sĩ thủ đoạn đa dạng. Loại người này thường học rất nhiều môn đạo nhưng lại không mạnh về một môn nào. Thế nhưng tán thần trước mặt này mỗi một món nghề đều có thể sử dụng thuần thục đến cảnh giới tinh thông. Diệp tố đôi mắt Trung Ly Khanh ánh lên vẻ lạnh lẽo, nếu không thể phục tùng cho hắn thì cũng không thể để nàng ta lưu lại Du Gia. Hôm nay hắn muốn cho Du Gia và Diệp Tố biết được, ánh đom đóm có sáng đến đâu cũng không cách nào có thể so được với Thái Dương. Hai người không ngừng tung chiêu đối chiêu, lúc thì Diệp Tố đến được gần Nguyệt Tường Sáu hơn, lúc thì Trung Ly Khanh ở gần hơn. Đôi mắt Diệp Tố thấy nụ hoa Nguyệt Tường Sáu đã bắt đầu nở rộ thì thân hình liền thoát cái thuấn di qua đó, giơ tay muốn hái hoa tường vi đổ ra giọt xương trong nghị hoa trung ly khanh có vẻ chậm hơn một bước nhưng khi giọt xương tường sáu sắp rơi vào tay diệp tố thì một lưỡi kiếm từ đâu xuất hiện chém rớt cánh tay đó của diệp tố cánh tay rơi thẳng xuống đất nét mặt trung ly khanh thoáng hiện nét trào phúng có mạnh đi nữa thì cũng chỉ là tán thần mà thôi thế nhưng ngay sau đó diệp tố trước mắt hắn đột nhiên biến mất đợi khi hắn tập trung nhìn lại thì nàng đã đứng bên cạnh Nguyệt Tường Vi. Vẻ mặt lạnh lùng chấn định từ trước đến nay của Trung Ly Khanh rốt cuộc cũng xuất hiện vết dạn nứt, hắn cúi đầu nhìn cánh tay vừa rơi xuống đất lúc nãy, không thấy đâu nữa. Diệp Tố mở ra một bàn tay, để lộ giọt xương ánh nhũ vàng, quên nói cho người biết, ta đây còn biết chút ảo thuật. Nàng đã học trong thời gian ở Phù Thế Viện. chương 219, diệt trừ hư ảnh sau khi diệp tố phi thăng lên thượng giới thì gần như đã gặp được toàn bộ các thiên tài nổi tiếng của phù thế đại lục thêm nữa tài nguyên ở nơi đây phong phú chỉ cần bản thân không quá kém là có thể trải qua ngày lành thế nhưng sợi dây căng thẳng trong đầu nàng chưa bao giờ lơi lỏng diệp tố vẫn luôn hiểu rõ bản thân chỉ đơn độc một thân một mình giới hạ giới trưởng môn các sư đệ sư muội còn có những bằng hữu khác Tất cả bọn họ đều đang chờ. Thượng giới phân chia xuất thân theo đại lục, thế nên các thiên tài phi thăng lên đây, trừ những người lên được thượng trọng thiên, còn lại một khi đã vào phù thế viện thì xem như là nhất thể, giống như một tông môn vậy. Vậy nên sau khi đến thượng giới, Diệp Tố không hề buông tha bất kỳ cơ hội nào, luyện khí, kiếm đạo, ảo thuật, chỉ cần nàng có thể học thì đều sẽ học. Ảo thuật là một trong số những thứ mà nàng đã học đó chỉ là chưa bao giờ để lộ ra. Mặc dù là thần thì cũng có sở trường sở đoạn, vì vậy chư thần tam trọng thiên đều cho rằng Diệp Tố không hiểu về ảo thuật, nếu không vì sao vài lần suýt chết dưới móng thần thú hoặc là hai trận thua Trung Ly Khanh lại không thấy nàng dùng đến ảo thuật. Trung Ly Khanh cũng không ngoại lệ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Tố lại biết dùng ảo thuật, hắn thậm chí còn không biết Diệp Tố giả xuất hiện từ lúc nào. Năm trận thắng ba, ta thắng. Diệp Tố thu xương tường sáu vào trong một chiếc bình bỏ vào túi cản khôn. Nhìn Trung Ly Khanh sắc mặt đang xanh mét. Trung Ly ra các người phải thực hiện ước định đi. Sương mù trong thần cảnh dần dần tan đi. Nguyệt tường sáu vừa mới nở chưa được bao lâu. Thời gian còn chưa qua ngày mới đã khô héo gục xuống. Hai người rằng có hồi lâu. Đột nhiên Trung Ly Khánh bật cười. Giọng nói không rõ là trào phúng hay là lạnh lẽo. Hắn nhìn Diệp Tố, không rõ ý gì nói, Ngươi rất mạnh. Không cần nghĩ cũng biết nửa câu sau chưa nói ra tuyệt đối không phải là ý tán thưởng gì. Ước định, Diệp Tố chỉ lặp lại hai chữ. Trung Ly Khanh dần bình tĩnh lại, khôi phục bộ dáng ngự thần cao cao tại thượng. Từ hôm nay trở đi, lệnh đóng cửa các thông đạo phi thăng trước đó sẽ được giải trừ. Nét mặt Diệp Tố vẫn như cũ không có chút biến hóa nào, dường như chỉ để ý đến mỗi việc Trung Ly Khanh đã bại trong tay nàng. Trung Ly Khanh xoay người rời khỏi thần cảnh, trong lòng sớm đã tràn ngập sát ý với Diệp Tố, đợi đến khi cuộc chiến trở về diễn ra, Diệp Tố thân là tán thần đắc lực nhất của du gia nhất định sẽ tham gia, đến lúc đó liền có thể quang minh chính đại giết chết nàng ta. Đương nhiên, tên tân ngự thần phế vật kia của du gia cũng không biết có thể phi thăng hay không. Nhưng mà, không cần biết hắn có thể lên thượng giới hay không, trận chiến trở về vẫn sẽ đúng hẹn tiến hành. Chuyện Diệp Tố thắng Trung Ly Khanh rất nhanh truyền khắp Tam Trọng Thiên, vì việc giải trừ phong ấn của thông đạo cũng không thể qua mắt được chúng thần. Nhưng mà cùng với đó cũng có không ít lời đồn đãi Diệp Tố tuy rằng thắng, nhưng lại không phải thắng do thực lực mà là do giờ thủ đoạn mới có thể thắng. Cũng tung bay dập trời. Diệp Tố cũng không để bụng những chuyện này. Sau khi trở về du phủ nàng công bố rằng bản thân bị thương, cần phải bế quan chữa thương không một ai hoài nghi lý do này vì đối thủ của diệp tố chính là trung ly khanh tân ngự thần mạnh nhất hiện tại ngay cả bản thân trung ly khanh khi nghe thấy tin này cũng không nghi ngờ gì thậm chí hắn còn cảm thấy đêm đó diệp tố hẳn đã gắng gượng hết sức chống đỡ mới không lộ ra bộ dáng chật vật trong khi thật ra đã sớm hao hết sức lực không ngờ lại bị nàng ta qua mặt nhưng mà cũng chỉ có vậy thôi trung ly khanh rất nhanh liền vứt diệp tố ra sau đầu bắt đầu chọn lựa các tán thần sẽ tham gia cuộc chiến trở về. Mà Diệp Tố vốn đang bế quan chữa thương, giờ phút này đã che giấu thần tức của mình, từ Thượng Trọng Thiên lặng lẽ đi xuống Hạ Trọng Thiên. Ở Hạ Trọng Thiên lúc nào cũng có người tuần tra, có lẽ Trung Ly ra trột giả, vì Diệp Tố rõ ràng phát hiện trong số các đội tuần tra, luôn có vài tán thần thường xuyên nhìn về phía phi tiên đài của phù thế đại lục nhưng việc này cũng không làm khó được diệp tố nàng thiết lập một trận pháp ảo thuật ở cạnh phi tiên đài của phù thế đại lục khiến cho nó ở trong mắt các tán thần chung quanh mãi yên lặng không có chút động tĩnh nào diệp tố lướt qua các tán thần tuần tra bước về phía phi tiên đài lúc này đột nhiên có một đội tuần tra đột ngột rẽ hướng đi ngang qua trước mặt nàng nàng dừng chân đứng yên không động đợi đội tán thần này đi qua mới chậm rãi bước lên phi tiên đài của phù thế đại lục từ lúc nàng phi thăng thành thần đến nay đã là 2 năm lẻ 7 tháng, tòa phi tiên đài của phù thế đại lục này trước đó chỉ xuất hiện vài người lẻ tẻ, đều là các vị thần mà khi ở vạn năm sau nàng thường xuyên nghe nhắc đến. Cho đến hiện tại hoàn toàn không có ai phi thăng lên nữa. Diệp Tố biết lý do vì sao. Lôi ra, một trong 18 nhà ngự thần, đã hoàn toàn quy thuận chung ly ra, từ đó không hề phát lôi phi thăng xuống phù thế đại lục nữa. Diệp Tố đứng trên Phi Tiên Đài, lấy máu họa trận, đầu tiên là đảm bảo Phi Tiên Đài của phù thế đại lục không bị ai trên thượng giới lén lút giở trò. Sau đó một sợi thần thức thuần tím bay ra từ đầu ngón tay, chui xuống thông đạo. Sợi thần thức này chính là hóa thân của nàng, đại diện cho Diệp Tố hạ phàm. Diệp Tố trên Phi Tiên Đài vẫn đứng yên bất động, từ bên hông lấy ra tụ lôi bình, mở nắp bình ra, ngoắc một ngón tay, tất cả lôi phi thăng ở bên trong bị nhấc lên thả vào thông đảo. Trong đó có một đạo lôi phi thăng đặc biệt, bị Diệp Tố giơ tay chụp lại, ngươi đợi đã. Đạo lôi này chính lôi kiếp bị Diệp Tố một đường cho luyện hóa từ lôi cấp thấp đến tiến giai thành lôi phi thăng như hiện tại. Trong nháy mắt nó bị bắt lại thì phần đầu đột nhiên biến ra một cái miệng há ra cắn vào cổ tay Diệp Tố. Diệp Tố rũ mắt, để mặc nó cắn, sau khi xác định máu đã chảy vào trong miệng nó thì một tay khác liền nhanh chóng thi triển thủ quyết, lập khế ước. Đạo lôi thấy vậy thì đột nhiên cứng đờ cả người, thầm hô to không ổn, người này sau khi thành tán thần thì lại càng thêm giảo hoạt. Đã uống máu của ta thì từ đây chính là lôi của ta. Diệp Tố nói xong thì tùy ý ném đạo lôi vào thông đạo, ta muốn người lưu lại phù thế đại lục. Lôi phi thăng bị ký khế ước cứ thế mơ hồ rơi xuống thông đạo, bên tai như có như không truyền đến thanh âm của người không biết xấu hổ cưỡng ép làm chủ nhân của nó kia, nhớ phải đánh người. Nó không đánh. Không đánh đó. Vạn năm sau, sau khi thông đạo nối với thượng giới được mở lại thì thời gian ngưng động cũng chậm chậm được hóa giải, lấy luân truyền tháp làm trung tâm lan ra khắp tam giới, trong một vùng rừng già sâu thẳm, một giọt nước vốn động trên nhánh cây, muốn rơi xuống lại đứng yên chưa rơi được, lúc này đây theo làn sóng thời gian tan ra, giọt nước nọ rốt cuộc cũng rơi xuống, đánh một tiếng tóc trên mặt đất. Đây tựa như là một tín hiệu, phù thế đại lục bỗng nhiên bắt đầu vận chuyển trở lại, chỉ trong một chớp mắt, tất cả mọi người đều khôi phục lại từ trạng thái ngưng đỏng. Mọi người tự hồ không phát hiện ra trước đó đã xảy ra chuyện gì, ai chiến đấu vẫn tiếp tục chiến đấu, ai rút lui vẫn tiếp tục rút lui. Chỉ có dù Phục thời ở phía Tây bỗng nhiên nhìn thoáng qua về hướng Luân chuyển tháp ở nơi giao nhau của tam giới. Ba hư ảnh thần hiển nhiên cũng không hay biết đã xảy ra chuyện gì, Phong kiếm thần ở Tây Phương đã hút cạn toàn bộ lực lượng của phía Tây, thành công biến thành thật thể. Kính thần ở phía Nam tuy rằng bị đồ thế áp chế nhưng hư ảnh ở phía Bắc cũng đã thực thể hóa gần xong. Hai tán thần hồi sinh cũng đã đủ để hủy diệt phù thế đại lục sự kiêu ngạo càn dỡ trên mặt phong kiếm thần không cách nào che giấu được nữa. Ông ta nghĩ đến chuyện ở vạn năm trước thì trong lòng liền dâng lên phẫn nộ muốn hủy diệt hết thảy. Nếu không phải nhờ một giọt máu của kính thần lọt vào trong bản mạng thần khí của bà ta, sau đó lại được tên đệ tử Côn Luân Ngu Xuẩn kia chữa trị tốt thì bọn họ sẽ còn bị trấn áp tới mấy vạn năm. Cũng may sau vạn năm chuẩn bị, hiện giờ bọn họ rốt cuộc cũng đã có thể ra ngoài. Bên kia, các tầng của luân chuyển tháp bỗng nhiên dâng lên trận pháp, toàn bộ luân chuyển tháp sáng lên, tất cả lực lượng hội tụ trên đỉnh tháp. Các đệ tử bồng lai đà tọa niệm quyết ở tầng chót của luân chuyển tháp không thấy được có một đạo ánh sáng tím rót xuống đỉnh tháp, nhưng sau đó bọn họ lại thấy có một người chậm rãi đi xuống cầu thang. Khi Diệp Tố bước xuống bậc thang cuối cùng, tiếng niệm chú của tất cả mọi người bồng lai đột nhiên im bặt, vị bồng lai thánh sứ không có áo choàng ngước mắt lên nhìn nàng dường như cũng không có chút nào kinh ngạc chỉ là đứng dậy theo mọi người tránh ra một đường đi không ai mở miệng lên tiếng diệp tố cũng không hỏi bồng lai trường sử ở đâu nàng lập tức bước ra luân chuyển tháp tam giới dung chuyển bên ngoài tháp gió cát không ngừng gào thét thế nhưng khi bước chân đầu tiên của diệp tố bước ra thì gió liền ngừng lại bụi đất cũng ngừng tung bay diệp tố ngửa đầu nhìn lên không trung lôi phi thăng mà nàng ném xuống thông đạo đã tự giác chạy đến trên điện ma chủ nơi đó chính là chỗ của linh lung cốt lôi phi thăng không thể so với lôi kiếp bình thường trận pháp vốn dĩ vây khốn các độ kiếp đại năng vậy mà dưới một cú bổ của lôi phi thăng liền ầm ầm vỡ nát tất cả các đại năng độ kiếp trong điện ma chủ tức tốc chạy ra ngoài chỉ còn lại linh lung cốt ở trong đó chống chịu lôi phi thăng không thể nào Phong kiếm thần nhìn lôi kiếp phi thăng trong không trung ở đằng xa thì luống cuống tay chân. Trước khi hắn hạ phàm đối phương rõ ràng đã nói về sau lôi phi thăng của phù thế đại lục sẽ hoàn toàn biến mất cơ mà. Mấy năm nay qua miệng của mấy tên côn luân, bọn họ nhận thấy đúng là không có lôi phi thăng nữa. Ông ta vừa thất thần thì kiếm của du phục thời liền đuổi tới. Thông đạo nối thượng hạ giới vừa được giải trừ phong ấn thì lực lượng ở sâu trong cơ thể du phục thời cũng chậm rãi thức tỉnh ngươi phong kiếm thần cuồng quýt lui về phía sau nhưng bà vai vẫn bị khắp huyết kiếm chém trúng một nhát vạn năm trước phong kiếm thần chết trong tay diệp tố vạn năm sau đối đầu với du phục thời thế mà vẫn bị khắp huyết kiếm đả thương nực cười phong kiếm thần đột nhiên hô to một đạo thanh âm mang theo thần lực cơ hồ vang vọng khắp cả phù thế đại lục những người đứng gần phong kiếm thần hai tai nhất định sẽ bị chấn động đến điếc nhưng du phục thời lại chỉ là hơi nghiêng đầu gương mặt từ trước đến nay luôn anh tuấn cao quý lại khẽ lộ ra sự không kiên nhẫn còn có một tia nóng nảy khó gặp hắn nhớ nàng bị thương cũng tốt sau khi phát tiết xong trên mặt phong kiếm thần hiện lên vẻ dữ tợn thần lực nhờ đó cũng có thể vận chuyển nhanh hơn nhưng mà phần đắc ý này cũng chỉ kéo dài được một lát mà thôi bởi vì rất nhanh sau đó phong kiếm thần phát hiện ra tốc độ của người đối diện còn nhanh hơn ông ta, lực lượng cũng mạnh hơn. Người, người rốt cuộc là ai? Trong lòng phong kiếm thần bỗng nhiên hiện lên một sự sợ hãi mơ hồ. Đây là chuyện mà khi đối mặt với Diệp Tố Vạn năm trước cũng chưa từng phát sinh. Vì sao lực lượng của hắn cũng đang tăng lên? Rõ ràng chỉ có thần mới có thể kết nối với thượng giới. Dù phục thời lười nói chuyện với thứ xấu xí lạ hoắc này, hắn nắm khắp huyết kiếm, cổ tay tung ra kiếm chiêu, nhanh đến mức ngay cả tán thần như phong kiếm thần cũng không thấy rõ, chém thẳng về phía tên xấu xí này. Trong mắt phong kiếm thần, dù phục thời chỉ là xẹt qua người ông ta mà thôi, vậy mà ngay sau đó ông ta lại thấy một luồng máu bắn ra. Kỳ lạ! Kiếm của ông ta còn chưa chém chúng đối phương, máu này từ đâu ra? Đại não của phong kiếm thần xoay một vòng, ông ta chậm rãi cúi đầu, lúc này mới phát hiện thì ra kiếm của du phục thời đã cắt qua cổ của ông ta, máu đó chính là của phong kiếm thần ông. Du phục thời cũng không vì thế mà ngừng lại, hắn giơ kiếm lên cao, sau đó xoay người đâm thẳng từ sau lưng của phong kiếm thần vào chỗ trái tim của ông ta. Khắp huyết kiếm ở trong tay hắn phát huy ra sở trường lớn nhất, uống máu. Máu toàn thân của phong kiếm thần bị rút cạn, thân thể mất vạn năm chủ tính mới lấy lại được trong chớp mắt liền tan theo gió, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Mà lúc này, Diệp Tố đang cúi đầu rửa sạch máu ở các kẽ ngón tay, nàng là một đạo thần thức biến thành nên bên người không có bất kỳ pháp khí nào, vì thế nàng đã trực tiếp dùng tay bóp nát đầu của liệt khẩu thần vừa mới hóa thành thực thể ở phía bắc. Vốn dĩ là thượng thần mà nàng phải ngước đầu trông lên, mà hiện tại, một đạo thần thức của nàng thôi đã có thể giải quyết dễ dàng diệp tố ngẩng đầu nhìn về phía tây dao động kịch liệt đã không còn nàng cúi đầu bật cười một tiếng tiểu sư đệ thắng rồi nàng lại nhìn thoáng qua phương nam đồ thế tiền bối hẳn là vẫn còn có thể chống đỡ một lúc nữa diệp tố nhướng mày thuấn đi về phía tây nàng muốn đi gặp tiểu sư đệ của mình khi du phục thời đáp xuống đất thì phía tây phương gần như đã không còn sót lại một vật sống nào hắn cũng không để bụng chỉ là tùy tay vứt khắp huyết kiếm sang một bên. Trong nháy mắt khi khắp huyết kiếm sắp rơi xuống đất thì khắp huyết liền xông ra ôm lấy bản thể đáng thương dùng xong liền bị ném của mình. An Tĩnh đi theo phía sau Du Phục Thời, hắn có thể cảm nhận được không nên chọc vào chủ nhân lúc này. Du Phục Thời chậm rãi bước về phía trước, nhíu mày nâng một tay ấn lên ngực. Chỗ này không thoải mái. Mãi cho đến khi hắn nhận thấy cái gì đó, ngay lập tức ngước mắt lên nhìn thì thấy được, người đó đang đứng ngay trước mặt hắn cách đó không xa. Chớp mắt đã vạn năm. Gió mơn trớn trên lá cây phát ra âm thanh sàn sạt, ai cũng chưa mở miệng. Cuối cùng Diệp Tố chủ động bước về phía du phục thời. Nàng nhìn du phục thời ở đối diện, trong mắt đong đầy ý cười, đã lâu không gặp. Du phục thời không trả lời nàng, môi mím lại thành một đường thẳng, nhưng ngay sau đó liền lập tức xông tới, ôm chặt nàng. Diệp Tố cũng giang tay ôm lại tiểu sư đệ, hai tay siết chặt, như là đang ôm một bảo bối mất rồi mà tìm lại được. Dù phục thời tựa cầm trên vai Diệp Tố, cả khuôn mặt vùi vào cổ nàng, hồi lâu mới lên tiếng, kẻ lừa đảo. Nhớ lại rồi, Diệp Tố hơi nghiêng mặt, nhẹ giọng hỏi. Ừ, sau khi phong ấn thông đạo được giải trừ, thần lực trong cơ thể du phục thời cũng bắt đầu vận chuyển, cho nên mọi thứ đều khôi phục như cũ, bao gồm trí nhớ của hắn. Có phải nàng còn thiếu ta một bình rượu đúng không? Thân thể du phục thời thả lỏng dựa cả người vào trên vai Diệp Tố, chất vấn nàng. Diệp Tố nhướng mày, hình như đã trả rồi. Nàng chưa có trả, du phục thời đứng thẳng người dậy chắc chắn nói. Nếu vậy, Diệp Tố ngước mắt, bỗng nhiên tiến về phía trước, hôn lên môi tiểu sư đệ, dùng cái này bù nhé. Gương mặt xinh đẹp của vị tiểu sư đệ nào đó dần ửng đỏ, nhưng một lát sau lại kiên định nói, không được. Tầm mắt Diệp Tố dừng trên môi hắn, như nghiền ngẫm gì đó nói, nhưng mà ta đã lỡ hôn rồi. Ta không cần, trả lại cho nàng. Dù phục thời đột nhiên cúi đầu hôn lại nàng. Diệp Tố, còn có cách trả lại kiểu này nữa à, tiểu sư đệ đúng là hoang dã mà chương 220 Trở về tông môn Tiểu sư đệ lần đầu làm chuyện này, vừa xa lạ lại chúc chắc, thật sự chỉ hôn một cái trả lại nàng mà thôi. Hôn xong liền buông diệp tố ra, đứng ở đối diện ánh mắt mơ hồ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, giọng nói cố gắng tỏ ra cứng rắn nhưng lại không giấu được sự trột giả, trả lại nàng. Ở xa trên thượng giới, bản thể Diệp Tố đứng trên phi tiên đài bỗng nhiên giơ tay chạm chạm vào môi, yên lặng nở một nụ cười. Lần sau sẽ dạy đệ thư khác. Diệp Tố nghiêm túc nói, từ ngoài nhìn vào giống như một đại sư tỷ chính trực muốn chỉ dạy tiểu sư đệ của mình mà thôi. Đôi mắt xinh đẹp của Du Phục thời xẹt nhanh qua nửa khuôn mặt dưới của Diệp Tố, trên môi hắn vẫn còn vương vấn xúc cảm vừa rồi, vừa mềm mại vừa ấm áp. Thì ra vẫn còn thứ khác khi hai người gặp lại thì đạo lôi phi thăng bị lập khế ước với diệp tố cũng đã tới phù thế đại lục nó lượn lờ trên tầng mây trong lòng tràn ngập lửa giận muốn phát tiết lúc này ánh mắt của nó không tụ chủ được mà dừng trên người đồ thế ở bên dưới đang đánh nhau với kính thần ở giữa không trung diệp tố kêu mình đánh người thì mình phải đánh sao nó không đánh đó phi thăng lôi bay ra xa nhưng chỉ một lát sau lại vô thức bay trở lại nhìn chằm chằm vào đồ thế muốn rớt nước miếng. Nhưng mà người này trông hấp dẫn quá. Lôi Phi Thăng nhịn nửa ngày, rốt cuộc vẫn không nhịn nổi, tụ tập mây lôi kiếp chạy đến đỉnh đầu đồ thế. Đồ thế nhận thấy được khác thường, ngửa đầu nhìn mây lôi kiếp trên cao, thầm mắng một câu, sau khi cắn nuốt hư ảnh thần ông từ đó biết được phù thế đại lục đã không còn có Lôi Phi Thăng, cho nên mới dám không kiêng nể gì mà đánh với kính thần lôi phi thăng này ở đâu chui ra thế nếu ông phi thăng thành thần thì phù thế đại lục phải làm sao bây giờ thế mà lại có lôi phi thăng phần eo của kính thần đã thành thật thể tuy rằng bà cũng giống đồ thế không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng việc bà ta cảm thấy vui vẻ tên nhãi ở đối diện phải phi thăng thì sẽ không còn sức lực đối phó với bà ta nữa bà ta sẽ gom hết tất cả lực lượng của phù thế đại lục vào người mình Nghĩ đến đây, hai mắt Kính Thần liền lập lòe hưng phấn, tuy rằng bà ta cảm giác được Phong Kiếm Thần và Liệt Khẩu Thần đều đã chết nhưng bản thân bà ta đã sắp thực thể hóa. Chỉ cần có thể khôi phục lại thân thể thì cả đại lục này sẽ không còn ai có thể là đối thủ của bà ta. Đồ Thế tất nhiên nhìn ra được bà ta đang tính toán cái gì, ông quyết định không màng đến lôi phi thăng, thế phải bám chặt lấy Kính Thần. Ông thậm chí không kịp nghĩ lại rằng bản thân vừa mới trọng sinh vậy mà lại một lần nữa lấy tính mạng ra đánh cuộc đồ tiền bối ngài cứ yên tâm độ kiếp phi thăng ở đây giao cho ta lúc này diệp tố bỗng nhiên xuất hiện nàng nhìn lướt qua kính thần đã sắp thực thể hóa xong hai đùi cười nói lâu rồi không gặp ngươi lại phải chết trong tay của ta rồi ngươi sao có thể còn ở đây kính thần không thể tin được thốt lên bà ta bị chấn áp dưới rừng bia đá đã hơn vạn năm căn bản không có cách nào ra ngoài, chỉ có thể dựa vào việc thao túng tu sĩ mới có thể mưu tính hết thảy. Nhưng thao túng cũng chỉ là truyền ra các loại mệnh lệnh, khống chế nhân tâm, bản thân các hư ảnh thần chưa bao giờ ra được bên ngoài, thế nên cũng chẳng thể thấy được Diệp Tố. Không, chính xác hơn là bà ta biết Thiên Cơ Môn lại có một đệ tử Diệp Tố, thậm chí bà ta còn từng nghĩ có cần phải khống chế đệ tử Thiên Cơ Môn có tên trùng với Diệp Tố ở vạn năm trước đó hay không bốn tán thần bị trấn áp đều cho rằng Diệp Tố ở vạn năm trước đã sớm phi thăng, vì rõ ràng lúc đó con nhóc đó đã có năng lực giết được cả thần, phi thăng thành thần là chuyện đã định. Diệp Tố, cái tên này thật sự quá bình thường, bình thường đến độ bọn họ cho rằng vạn năm sau và vạn năm trước là hai người khác nhau. Người từ thượng giới xuống đây, kính thần lại cảm thấy không đúng, bà ta cảm nhận được trên người đối phương có thần lực, hơn nữa, phong ấn đã được giải trừ, vậy thì diệp tố này nhất định là đi xuống từ bên trên. Diệp tố nhìn theo đồ thế đang đi ra xa để độ lôi kiếp, lại nhìn thoáng qua du phục thời đang đứng đợi dưới đất, lúc này mới nâng mi mắt nhìn về phía kính thần sắc mặt đang trắng bạch, đáp lời bằng một câu đầy ẩn ý, ta vừa mới hạ phàm. Kinh thần cũng không biết là nên sợ hãi hay vui mừng vì diệp tố này không phải là diệp tố kia. Sai rồi. Diệp tố bỗng nhiên nhướng mày, tự hồ nhìn thấu kính thần đang suy nghĩ cái gì. Ngươi cảm thấy ta không phải là Diệp Tố đã từng tham gia tông môn đại bỉ à. Sắc mặt kính thần tái đi trông thấy, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì. Diệp Tố liếc mắt về phía hai đùi đang yên lặng thực thể hóa của kính thần, cũng không ra tay ngăn cản, chỉ ngước mắt lười nhác cười một tiếng. Ngươi không phải vẫn còn để lại một giọt thần huyết bản mạng ở cấm địa bên trong hỗn độn kính sao? Có lẽ là vì thời gian đã trôi qua quá lâu nên ngay cả tông chủ Côn Luân cũng đã quên mất tầm quan trọng của Hỗn Độn Kính, cũng có lẽ là vì Kính Thần đã che giấu, muốn trừ lại một con đường sống. Kính Thần ở trong Hỗn Độn Kính dựa vào cắt nốt yêu thú cao dai để bổ sung lực lượng, thỉnh thoảng cũng sẽ dụ dỗ một ít tu sĩ tiến vào Hỗn Độn Kính rơi vào cấm địa, hút linh lực của bọn họ. Chỉ cần cấm địa của Hỗn Độn Kính vẫn còn thì bà ta vẫn còn có thêm một cái mạng ta không biết ngươi đang nói cái gì. Kính thần cố gắng chống đỡ, không để bí mật của bản thân bị lộ ra. Lúc trước, vào khoảnh khắc ta rời đi cấm địa, có một sợi thần thức ngươi vất vả lắm mới ngưng tụ ra được lại bị ta nuốt mất, nhớ không? Diệp tố rũ mắt lấy ra một thứ, mà cũng không sao, ta nhớ rõ là được. Mặt hỗn độn kính từng được dùng để làm một vòng thi trong tông môn đại bỉ đang nằm trên tay Diệp tố, bị nàng lật tới lật lui thưởng thức, vết dạn trên mặt kính vẫn còn đó. Tầm mắt kính thần chạm phải đồ vật trên tay Diệp Tố thì hai mắt tức khắc trợn to, nhanh chóng nhào về phía nàng, muốn cướp lại hỗn độn kính. Không, chậm rồi. Diệp Tố dễ như trở bàn tay bóp nát mặt gương. Khi kính thần xông tới thì nàng cũng đồng thời lách mình sang bên cạnh, giờ tay còn lại bóp cổ bà ta. Người làm sao có thể? Kính thần bởi vì mất đi thần huyết bản mạng nên lực lượng ngay lập tức tiêu tán, gian nan rít ra từng chữ, bà ta đến khi chết vẫn không hiểu vì sao rõ ràng Diệp Tố đã phi thăng lại có thể một lần nữa trở thành đệ tử Thiên Cơ môn. Việc này không liên quan gì đến bà. Diệp Tố hiện tại tuy chỉ là một sợi thần thức nhưng lại cực kỳ cường đại, thoáng dùng một chút sức thôi kính thần liền chết trong tay nàng. Đôi chân còn chưa kịp thật thể hóa của kính thần cũng không còn cơ hội xuất hiện cả người bà ta cứ thế bắt đầu tan biến. Diệp Tố phủi phủi tay sau đó lại triệu hồi ra thanh khiết thuật, từ sau khi trở thành thần lực lượng của nàng cơ hồ đã không còn bất cứ hạn chế nào, thức hải vô biên vô hạn, trước kia những tán thần này đối với nàng mà nói áp lực cao như núi, hiện tại nhìn lại. Trình độ nhiều nhất cũng chỉ tương đương các tán thần ở trung trọng thiên mà thôi. Bốn tán thần này cũng không phải phi thăng lên từ phù thế đại lục, Mặc dù không phải tất cả các thần tử phù thế đại lục đều vào ở trong phù thế viện thế, nhưng ba người trọng minh thần cũng chỉ vừa phi thăng không bao lâu, vẫn còn là tân thần, căn bản vẫn chưa biết hết các tán thần của phù thế đại lục thế nên lúc ấy mới bị bốn tán thần này gài bẫy giam lại. Diệp Tố đáp xuống đất, duỗi tay về phía tiểu sư đệ, "Lại đây." Dù phục thời không chút do dự bước tới nắm lấy tay nàng, "Chúng ta đi tìm dịch sư đệ." Diệp Tố vung tay xé rách không gian, dẫn theo Du Phục Thời đi đến bên ngoài thành Quy Tông. Ừ. Hai người bước vào, trong nháy mắt trước khi không gian khép lại, khắp huyết kiếm không ai để ý đến hèn mọn tự mình chui vào. Không tự giác đi theo thì nó chỉ còn một đường lang thang ở nơi thâm sơn cùng cốc này mà thôi. Không biết từ khi nào, ngoài thành Quy Tông trời đổ mưa to. Khi hai người bước ra khỏi lỗ hồng không gian, Diệp Tố hơi nhướng mắt, một cổ lực lượng vô hình liền dâng lên bao trùm lấy hai người, ngăn cản mưa ở bên ngoài. Nàng nắm tay Du Phục thời nhìn về phía bên ngoài thành. Cửa thành Quy Tông đã sụp một nửa, trên mặt đất có ba người đang nằm, Lục Trầm Hàn, Dịch Huyền, còn có Tân Thẩm Chi. Ba người nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích, như là tử thi, giống như đã cùng nhau đồng quy vu tận. Diệp tố dắt du phục thời chậm rãi đi đến gần một cỗ thi thể, dù vô hình đi theo hai người, mưa chẳng thể nào rơi trên người bọn họ dù chỉ là một giọt. Ngũ sư đệ, Diệp tố cúi đầu nhìn người cả người chồng chất vết thương đang nằm dưới đất, nước mưa hòa lẫn với máu lan rộng dưới thân hắn, trở về tông môn thôi nào. Người trên mặt đất chậm rãi mở to hai mắt, đối diện với ánh mắt của Diệp tố, thật lâu sau hắn nở một nụ cười, không chút nào bận tâm vết thương đau đớn trên toàn thân, tỷ đã trở lại. Không có ai quan tâm lão tử một chút sao? Tân thẩm chi bất thình lình lên tiếng. Ông cảm thấy cơn mưa hôm nay sao lạnh lẽo, thê lương quá. chương 221 Khôi phục Bên ngoài thành quy tông, mưa to giàn rùa. Diệp tố khom lưng đang chuẩn bị vươn tay kéo dịch huyền dậy thì tiểu sư đệ ở bên cạnh đã giành trước một bước. Du Phục Thời chìa một bàn tay ra, nhìn thẳng vào mắt của Dịch Huyền, lên. Dịch Huyền cả người đều là vết thương, đóa lan đỏ rực nở rộ giữa mày khiến cho hắn trông vừa mỹ diễm lại yếu ớt. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Tố sau đó mới nắm lấy tay Du Phục Thời, nương theo đó đứng lên, thế nhưng hắn lại cố ý không đứng vững, ngã vào trên người Du Phục Thời, cọ toàn bộ nước bùn lẫn với máu lên trên người tiểu sư đệ. Du Phục Thời quả nhiên cứng đờ cả người, đôi mắt xinh đẹp nhanh chóng tràn ngập sự ghét bỏ nhưng vẫn không đẩy người ra mà ngược lại thỏ tay vào giới lấy ra đan dược đưa cho dịch huyền cảm ơn tiểu sư đệ dịch huyền nhận lấy đan dược nuốt xuống hắn thật sự sắp chịu không nổi nữa rồi lục trầm hàn có thần lực phụ trợ dịch huyền dốc hết toàn lực cộng với trọng minh đao nhưng vẫn còn kém một đoạn cũng may sau đó nhị sư phụ đuổi tới nơi hai người liên thủ mới có thể giết được lục trầm hàn Việc này thành công cũng nhờ vào việc Phong Kiếm Thần ở Tây Phương đột nhiên chết đi. Lực lượng của Lục Trầm Hàn hẳn là có được từ Phong Kiếm Thần, bởi vì Phong Kiếm Thần vừa xảy ra chuyện thì lực lượng của hắn liền giảm xuống, Dịch Huyền và Tân Thẩm chi lập tức bắt lấy cơ hội này giết chết hắn. Vốn dĩ Lục Trầm Hàn cũng là một thiên tài, ít nhất trước khi Diệp Tố xuất hiện thì hắn chính là người đứng đầu của thế hệ tu sĩ trẻ tuổi, chỉ là sau đó lại phát triển theo hướng lệch lạc. Cảnh giới tăng lên rất nhanh nhưng tâm cảnh lại không mở rộng. Không giống với Dịch Huyền, mỗi một giai đoạn đều dựa vào chính mình liều mạng mà đạt được, càng không cần phải nói đến Tân Thẩm Chi, vị này thật sự là kẻ điên đánh thật chiến thật. Hai người hợp lực, lực lượng của Lục Trầm Hàn lại giảm sút, kết cục rất rõ ràng. Tân Tiền Bối, Diệp Tố đã xoay người bước sang bên cạnh đỡ Tân Thẩm Chi dậy, ông bị thương cũng không nhẹ một bên chân lộ ra cả xương trắng, sườn đùi một bên cũng có một lỗ hổng to, máu đã đông lại trông có chút ghê người. Người, tân thẩm chi nương theo lực kéo của Diệp Tố đứng lên, ông đánh giá nàng từ trên xuống dưới, sao có vẻ như không quá giống lúc trước. Tuy rằng vẫn là tiểu cô nương đó nhưng khí thế trên người lại có vẻ không giống nhau, cụ thế không giống nhau chỗ nào tân thẩm chi cũng không nói rõ được, dù sao Diệp Tố cũng không phải là người sẽ phóng ra uy áp để chấn áp người khác. Trên người Diệp Tố không có đan dược nhưng đầu ngón tay lại bắn ra một sợi thần tức bao phủ lấy tân thẩm chi, vết thương trên người ông theo đó trong nháy mắt liền bắt đầu khép lại. Hẳn là vì thấy Diệp Tố và Du Phục thời xuất hiện nên cửa thành Quy Tông không bao lâu liền mở ra từ bên trong, liên liên chạy nhanh ra ngoài. Diệp Tố, cô không sao chứ? lúc hai người dịch huyền đối chiến với lục trầm hàn liên liên và trình hoài an dẫn theo hai vị tông chủ bị thương vào thành chữa thương một bên còn phải duy trì trật tự trong thành vừa rồi phải nhờ tu sĩ canh giữ trên thành truyền tin nàng mới biết diệp tố đột nhiên đã trở lại ta không sao diệp tố hạ phàm một chuyến này cũng chưa tính là làm gì nhiều chỉ có tiêu diệt liệt khẩu thần sau đó lại đến côn luân lấy hỗn độn kính cuối cùng giết kính thần Hiện giờ tất cả hư ảnh thần đã bị diệt trừ, phù thế đại lục cũng xem như tạm thời khôi phục an bình, hiện giờ việc phải làm đó là chấn chỉnh tam giới. Bên đó là ai sắp phi thăng thành thần vậy? Tân Thẩm Chi miễn cưỡng mới có thể dùng kiếm chống đỡ bản thân đứng thẳng, ông ngửa đầu nhìn về phía nam, không nghĩ ra được ai nên sợ là lại phát sinh kẻ nào đó giống Lục Trầm Hàn. Là đồ thế tiền bối. Diệp Tố đứng ở bên cạnh đáp. Đồ thế tân thẩm chi ngạc nhiên nhìn về phía diệp tố nhưng một lát sau lại bật cười không hổ là hắn tân thẩm chi cũng không hỏi vì sao đồ thế lại sống lại còn ở phía nam phi thăng thành thần đã xảy ra nhiều chuyện kỳ quái như vậy thêm một chuyện này cũng chẳng là gì huống chi lúc trước mọi người cũng từng nghĩ đồ thế đã chết thì hắn không phải cũng còn sống đó sau lại một lần nữa sống lại cũng không tính là chuyện lạ mà đạo lôi kiếp đó nhìn có chút quái nhỉ liên liên cũng ngửa đầu nhìn về phía nam nói. Phi thăng lôi nghẹn điên rồi, còn bị ép thành có chủ, làm sao mà không quái cho được, nó vừa bổ xuống đồ thế vừa tìm kiếm mục tiêu khác, chuẩn bị phách một trận 10 năm 8 tháng cho đã đời. Tất cả những hư ảnh thần đó đều đã chết, liên liên, cô trở về chỉnh đốn lại quy tông thành là được. Diệp Tố nói xong thì hai tay cũng khẽ bấm pháp quyết, sau đó hai lòng bàn tay ngửa lên, trận pháp mà bọn họ bí mật bày ra nhằm mưu đồ cắn nốt lực lượng của phù thế đại lục hoàn toàn vỡ nát. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người trên phù thế đại lục tự hồ đều nghe thấy một âm thanh vụn vỡ nặng nề vang lên. Đó là trận pháp đã lặng yên không một tiếng động trói buộc tam giới vạn năm, hiện tại đã tan rã kế hoạch của các hư ảnh thần thất bại trong gang tắc. Liên liên gật đầu, sau đó lập tức xoay người trở về thành. Bên trong thành bởi vì trận phong ba trước đó mà có không ít tu sĩ nhân lúc loạn lạc ra tay đánh cướp, giết người. Diệp Tố ngửa đầu nhìn lên không trung, thật lâu mới thu hồi ánh mắt nói, từ nay về sau sẽ không còn ai có thể khi dễ phù thế đại lục. "Tân Tiền Bối, ta đưa ngài trở về Ngô Kiếm phái." Diệp Tố xoay người nói với Tân Thẩm Chi. Tân Thẩm Chi cũng không có ý kiến khác. "Để đi ma giới." Dịch Huyền bỗng nhiên lên tiếng, sau khi ăn mấy viên đan dược thì hắn miễn cưỡng xem như đã khôi phục lại một chút. Diệp Tố kinh ngạc nhìn sang Dịch Huyền, không về trước Thiên Cơ môn một chuyến sao? Linh lung cốt sắp phi thăng, ma giới chỉ còn lại đồ vư, đệ muốn đi ma giới trước, sắp xếp ổn thỏa mới quay về sau, huống hồ. Dịch Huyền nhìn thẳng vào mắt Diệp Tố, gương mặt từ trước đến nay vẫn luôn không có biểu tình gì đột nhiên nở nụ cười, như xuân về hoa nở đại sư tỷ thời gian tỷ có thể ở dưới đây hẳn là không dài hắn có thể cảm nhận được từ những hành động vừa rồi của diệp tố rằng lực lượng của nàng đã xảy ra biến hóa tuy không rõ vì sao không nhìn thấy lôi kiếp phi thăng của đại sư tỷ nhưng nếu tỷ ấy đã là thượng thần thì không có khả năng ở thể ở lại hạ giới được lâu có một số việc hắn có thể đi làm thì cũng không cần phiền đại sư tỷ phải đi một chuyến tốt diệp tố đồng ý Ngũ sư đệ cũng đã trưởng thành. Vậy ta đi với đồ đệ của ta." Tân Thẩm Chi từ bỏ ý định trở về Ngô Kiếm phái, lý lẽ rõ ràng nói, mấy đứa từ Trình Ngọc cũng nên tự mình đảm đương một phía rồi, không thể cứ để lão tử che ở phía trước mãi được. Đồ đệ bảo bối chỉ có một, Ngô Kiếm phái lại có rất nhiều đệ tử, thêm nữa còn có các trưởng lão khác, không sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Diệp Tố nghe vậy thì thu tay lại, không gian vốn bị xé rách một khoảng cũng tức khắc khép lại, nàng lại xé một khoảng không mới. Vậy ta đưa hai người một đoạn đường. Mấy thứ này cho các ngươi. Du Phục Thời lấy ra từ trong giới một dương pháp bảo hộ thân cùng với một đống đan dược đưa cho Dịch Huyền và Tân Thẩm Chi. Tân Thẩm Chi bị hành động giàu đến vô nhân tính của Du Phục Thời làm cho chấn kinh, trong số đó thậm chí còn có một món thần khí. Ngươi ở đâu ra nhiều thứ tốt như vậy? hai mắt tân thẩm chi sắp bị lóe mù, dù phục thời giàu như vậy vì sao trước đó thiên cơ môn lại nghèo thành bộ dáng quỷ hờn ma chê như thế. Dù phục thời nhìn thoáng qua diệp tố, có một kẻ lừa đảo cho. Kẻ lừa đảo nào lại tốt như vậy? Tân thẩm chi tự xưng là tấm chiếu đã trải qua không ít sự đời nhưng mỗi một kiện pháp khí trong gương này đều tốt đến độ hai mắt ông đều đỏ cả lên, trong lòng cũng cảm thấy chua lè. Nhị sư phụ, đi thôi. Dịch huyền dễ như trở bàn tay nhìn ra sự thay đổi trong mối quan hệ của du phục thời và diệp tố. Hắn kéo tân thẩm chi đi đến chỗ không gian được xé mở, giơ tay vẫy vẫy với diệp tố. Cuối cùng hai người biến mất bên ngoài thành quy tông. Mưa dần ngừng rơi, mây đen tan đi, ánh mặt trời ló dạng. Diệp tố nghiêng người duỗi tay ra với du phục thời, đi thôi, chúng ta trở về thiên cơ môn. Du phục thời đi từng bước về phía nàng, sau khi nắm tay Diệp Tố thì bỗng nhiên nói, những thứ mà nàng tích cóp cho ta lại không có cơ hội dùng tới. Không sao, Diệp Tố thấp giọng nói, chỉ cần tiểu sư đệ còn ở bên cạnh nàng là được. Đồ thế tiền bối và Vu thừa duyệt đã phi thăng lên thượng giới, đệ cũng nên lên trên rồi. Diệp Tố nói với Du Phục Thời, ta ở bên trên chờ đệ. Được, Du Phục Thời cúi đầu cẩn thận đi theo chiếc bóng của nàng đổ trên mặt đất tựa hồ đó là một việc rất vui vẻ, còn nàng muốn hắn làm cái gì thì hắn đều đồng ý. Trên thượng giới có một tân ngự thần tên là Trung Ly Khanh, kiếm thuật không tồi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, ngước mắt lên thì thấy đã đến đại môn thiên cơ môn từ bao giờ, mấy tháng sau, đệ và hắn sẽ phải đấu một trận. Được, dù phục thời vẫn cúi đầu như cũ, đùa nghịch bàn tay của Diệp Tố lúc này mọi người canh giữ bên trong đại môn thiên cơ môn cũng đã thấy được Diệp Tố và Du Phục Thời đứng bên ngoài. Đồ đệ Đại sư Tỷ Trương Phong Phong và ba người Minh Liêu Sa Chen ra từ trong đám đông, hô lên với Diệp Tố. Diệp Tố cười với mọi người, vẫy vẫy tay chào, sau đó vừa bước vào vụ áp ngửa đầu nhìn trận pháp màu tím đang vận chuyển trên không, nói với Du Phục Thời đang đứng ở phía sau. Trận pháp vẽ khá lắm, dù phục thời cũng ngước mắt nhìn theo nàng hiển nhiên là nhớ lại lúc trước vị đại sư tỷ nào đó lừa hắn học vẽ pháp trận này không nhịn được mà nhéo nhéo bàn tay nàng xem như trả thù bên trong thiên cơ môn không chỉ có người thiên cơ môn mà còn có các tu sĩ ở phía nam khác như hợp hoan tông trận pháp này xem như đã bảo vệ được hơn một nửa lực lượng của tu chân giới nếu không bọn họ cũng sẽ không thể tránh khỏi kết cục giống các đệ tử côn luân ở phía tây trở thành dinh dưỡng cho hư ảnh thần. Đại sư tỷ, tỷ không sao chứ? Hạ nhĩ sông lên, nhìn Diệp Tố từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, khẩn trương hỏi. Đại sư tỷ nhất định là không có sao. Cả người tiểu cô nương Tây Ngọc sốc sách, hẳn là không rảnh lo soi gương. Cô nhóc sờ sờ Diệp Tố, có chút kỳ quái, cũng không có bị thương. Diệp Tố nhìn Trương Phong Phong sau đó nhìn sang các sư đệ, sư muội, đã thật lâu rồi nàng không nhìn thấy bọn họ. Trong mắt mọi người bọn họ chỉ mới 10 ngày không gặp mặt, nhưng đối với diệp tố bọn họ đã xa cách vạn năm. Vạn năm trước, sư phụ và mọi người được Phật Ma Thần đưa vào luân hồi, khi có thời cơ thích hợp sẽ có thể trọng sinh ở tu chân giới. Thật ra với trận pháp hoàn chỉnh bọn họ sẽ có thể trở về với cảnh giới vẫn giữ nguyên, nhưng lúc ấy Phật Ma Thần còn phải đối phó với tà thần nên chỉ có thể dùng trận pháp thô sơ giản lực tiễn họ đi dẫn tới trọng sinh vào lúc còn nhỏ cũng mất đi hết tu vi toàn bộ hư ảnh thần đã bị diệt trận pháp cũng đã bị xóa bỏ chư vị có thể an tâm trở về diệp tố sau khi hàn huyên với mấy người trương phong phong xong thì quay sang nói với các tu sĩ ngoại tông để bọn họ trở về du phục thời đứng ở phía sau nhìn diệp tố nói chuyện với những người khác hắn tùy ý búng tay một cái một cổ lực lượng vô hình liền được bắn lên trên không trong phút chốc bao trùm cả phù thế đại lục tất cả mọi người bị dính thần ấn ở cả tam giới đều được giải trừ bao gồm cả thuật cấm ngôn của ngự thần cũng đồng thời bị xóa đi tia nguy hiểm cuối cùng của phù thế đại lục cũng được giải quyết sạch sẽ dù phục thời cúi đầu nghịch nghịch bàn tay của mình giống như vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng phát sinh hắn vẫn là tiểu sư đệ ngây thơ lại kiểu khí của thiên cơ môn mọi người ngoại tông rời đi rất nhanh nếu không phải tam giới gặp phải đại nạn thì bọn họ cũng không phải chen chút bên trong thiên cơ môn như thế này hiện giờ mọi việc đã được giải quyết nên mọi người liền nhanh chóng rời đi trở về địa bàn của mình chỉ có một số người ở lại giúp thiên cơ môn dọn dẹp sửa sang xong mới rời đi những việc này cũng không cần diệp tố quản lý vì có trương phong phong và hồ trưởng lão đứng ra sắp xếp vu thủ vệ không có ở đây sao Diệp Tố trở lại sân viện trên cửu huyền phong xa cách đã lâu, kéo du phục thời cùng nhau ngồi xuống sau đó hỏi Minh Lưu Sa. Không có. Minh Lưu Sa lấy ra một chiếc ghế bảnh từ trong túi cản khôn, thoải mái nằm dài ra, cậu nhóc thở ra một hơi thật mạnh, khoảng thời gian qua hắn căng thẳng muốn chết, chậm gì gì đáp lời Diệp Tố. Thủ, vệ nói, ông, ấy, có, hẹn. Diệp Tố gật đầu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trong nguyên tắc ngay từ đầu đã có nói qua Vu Phong Hải có một khoảng thời gian sẽ rời khỏi tông môn đi đến nơi có giao hẹn. Đại sư tỷ, có phải tỷ đã? Hạ Nhĩ đứng bên cạnh, trong mắt không giấu được hưng phấn nhưng lại có chút do dự không chắc, thành thần rồi hay không? Diệp Tố cười gật đầu, đúng vậy. Để biết ngay mà. Hạ Nhĩ vỗ tay một cái đét hưng phấn nói, để nói mãi từ sớm là đại sư tỷ nhất định sẽ thành thần. Nhưng mà, Tây Ngọc ngồi ở đối diện kỳ quái hỏi, sao tụi muội không thấy lôi phi thăng của đại sư tỷ? Diệp Tố ngước mắt nhìn ba sư đệ sư muội trong viện, thật lâu sau mới nói, đến lúc đó mấy đứa sẽ nhớ ra thôi. Nhớ, ra, cái, gì? Minh Liêu Sa nằm trên ghế hô hô tay hỏi. Diệp Tố cũng không trả lời hắn, chỉ nói, mấy đứa phải nhanh chóng phi thăng thành thần, trên thượng giới tỷ cần hỗ trợ. Đại sư tỷ, đệ nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện để phi thăng." Là fan cuồng của đại sư tỷ, Hạ Nhĩ lập tức nhiệt tình hưởng ứng. "Diệp Tố." Mọi người ở trong viện đều ngoái đầu lại nhìn, là Lữ Cửu tới, đang đứng bên ngoài viện. "Vào đây ngồi đi." Diệp Tố chỉ vào một ghế đá nói với Lữ Cửu. Lữ Cửu bước vào ngồi xuống, "Mọi người phải đi rồi à?" Nàng vẫn luôn hỗ trợ thiên cơ môn dọn dẹp dưới chân núi. Nghe thấy Trương Phong Phong và Hồ Trưởng Lão thảo luận nói Diệp Tố có thể sẽ không ở lâu nên vội vã chạy lên đây gặp nàng. Chờ mọi việc được giải quyết ổn thỏa liền đi ngay. Diệp Tố nhìn Lữ Cửu, thể chất của nàng ấy đã thay đổi không ít. Nhờ một giọt máu mà tiểu sư đệ cho cũng đã đủ giúp Lữ Cửu thay ra đổi thịt. Huống chi tâm trí của bản thân nàng ấy cũng rất cứng cỏi. Năm tháng ở thượng giới bằng hơn một ngàn năm ở hạ giới, cũng đủ để mọi người phi thăng thành thần. Đến lúc đó cuộc chiến trở về. Diệp Tố bỗng nhiên bật cười một tiếng nói, ta ở thượng giới chờ mọi người đó. Chương 222. Sinh bệnh. Tam giới đại loạn, tu chân giới chịu tổn thất nghiêm trọng nhất với hai siêu cấp đại tông ở một phương trực tiếp bị xóa sổ, tuy nhiên các phương còn lại đều nhanh chóng được chỉnh đốn, thậm chí có vài người gan lớn còn chạy đến phía Tây, muốn thử vận may tìm được thứ tốt nào đó hay không. Đáng tiếc, sau trận chiến với Phong Kiếm Thần, Tây Phương không những các tu sĩ bị hút sạch linh lực và máu thịt mà các linh mạch cũng bị hấp thụ không còn lại gì. Muốn khôi phục lại như trước thì không biết phải đến khi nào. Trong lúc này Diệp Tố có liên lạc qua với mấy người từ Trình Ngọc và Nhan Hảo, thông tin quan trọng chỉ có một, đó là nàng ở trên thượng giới chờ bọn họ, có việc cần hỗ trợ. Nhóm người trẻ tuổi này nếu chỉ nói mong bọn họ phi thăng thành thần thì có lẽ bọn họ cũng chẳng có mấy động lực, nhưng Diệp Tố lại nói cần sự giúp đỡ của bọn họ nên ai nấy đều vỗ ngực đảm bảo sẽ lên đó. Lôi kiếp sắp kết thúc rồi. Diệp Tố nhìn về phía ma giới nói. Du Phục thời đứng ở phía sau Diệp Tố hỏi, "Ta cũng nên lên rồi sao?" Diệp Tố quay đầu nhìn hắn, Thượng Trọng Thiên đều đang đợi đệ trở về du phục thời cúi đầu xoay xoay vụ sát hoa trên cổ tay sau khi lên thượng giới ta muốn thấy nàng đầu tiên được diệp tố đồng ý đại sư tỷ người bồng lai tới tây ngọc truyền tin đến bọn họ đang ở dưới thí luyện trường diệp tố cũng không ngạc nhiên khi nàng hạ phàm đã gỡ hạt giống bồ đề từ trên đỉnh tháp xuống sau khi bước ra khỏi luân chuyển tháp thì chôn nó xuống đất dùng thần lực thúc đẩy nó nảy mầm từ đây về sau một thần thụ bồ đề hoàn toàn mới mọc lên ở nơi giao nhau của tam giới. Lấy địa vị của bồng lai, tọa chấn tam giới là thích hợp nhất. Khi Diệp Tố dẫn theo du phục thời đi xuống cửu huyền phong thì nhìn thấy một vị bồng lai thánh sứ đang đứng trên thí luyện trường, đối diện là Trương Phong Phong và Hồ Trường Lão. Bồng lai thánh sứ, hiện tại nên xưng là trường sử, ông ấy đến là để nói lời cảm tạ. Chuyện bồ đề thần thụ đa tạ diệp đạo hiểu tân bồng lai trưởng sử nghiêm túc nói diệp tố lắc đầu chỉ là chịu sự ủy thác của người mà thôi vạn năm trước nàng cố ý phong ấn hạt giống bồ đề trong cổng thành quy tông lấy lực lượng của tòa thành ôn dưỡng bồ đề vạn năm sau người bồng lai mượn thần lực trong hạt giống bồ đề đưa nàng về trước thần vẫn kỳ suy đi tính lại cũng là một vòng luân hồi mà thôi muốn chấm dứt vòng luân hồi không dứt này, cần phải trở lại thượng giới, lao đi thông tin về phù thế đại lục trên bàn luân hồi. Trường sử tiền nhiệm bảo ta giao cái này cho đạo hữu. Bồng lai trường sử đưa cho Diệp Tố một cuộn giấy. Diệp Tố vừa nhìn thấy liền biết là cái gì, là bức họa du phục thời mà vạn năm trước nàng vẽ xong đã lặng lẽ nhét lẫn vào trong các bức họa của bồng lai. Đa tạ, Diệp Tố rỗi tay nhận lấy. Hồ trưởng lão ở bên cạnh vốn chỉ là đứng xem náo nhiệt. Trong lúc lơ đãng tầm mắt ông lại dừng trên ngón tay của bồng lai trưởng sử. Hai mắt đột nhiên trợn to. Trên ngón áp út của bồng lai trưởng sử có một nốt ruồi. Người, người. Hồ trưởng lão trưởng lớn đôi mắt một lần nữa đánh giá vị tân bồng lai trưởng sử này. Muốn nhìn ra điều gì đó từ gương mặt bình thường đến không thể nào bình thường hơn kia. Hồ trưởng lão. Trường phong phong xoay đầu kinh ngạc hỏi. Có chuyện gì sao? Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy Hồ trưởng lão thất thố như thế. Phó, vẻ mặt Hồ trưởng lão hiện lên sự khó mà tin được. Bồng Lai trưởng sự giao bức họa cho Diệp Tố xong thì gật đầu với Hồ trưởng lão một cái, sau đó liền xoay người biến mất trước mắt mọi người. Chờ sau khi ông đi khỏi, hốc mắt Hồ trưởng lão đột nhiên ửng đỏ, nước mắt không nhịn được mà rơi lã trã, miệng lẩm bẩm, còn sống là tốt rồi khó trách vừa rồi bồng lai trường sử lại dừng lại ở thí luyện trường. Đây là là nơi mà năm đó khi phó sư tổ gia nhập thiên cơ môn đã bước đến đầu tiên. Diệp Tố ở bên cạnh thấy thế mới hiểu rõ vừa rồi hồ trưởng lão hô từ phó có nghĩa là gì. Phó sư tổ mất tích đã lâu của thiên cơ môn thế mà lại ở bồng lai. Đây là cái gì? Những người khác tuy rằng tò mò cuộn giấy bồng lai trường sử đưa cho Diệp Tố là cái gì nhưng không ai hỏi nhiều, chỉ có du phục thời hỏi thành tiếng. Diệp Tố đưa cuộn giấy cho du phục thời, cho đệ. Du phục thời có chút ngạc nhiên, hắn nhận lấy mở bức họa ra, thấy người trong tranh thì trầm mặc nhìn thật lâu, sau đó cẩn thận thu vào giới, ta muốn mang nó theo lên đó. Được. Linh lùng cốt vu thừa duyệt ở ma giới dẫn đầu phi thăng rời khỏi phù thế đại lục, theo sát sau đó là đồ thế cũng độ lôi kiếp phi thăng thành công nên đi rồi. Diệp Tố cảm ứng được tình huống của hai người, liền nói với Du Phục thời. Từ thời khắc Du Phục thời khôi phục ký ức thì lực lượng ngự thần cũng hoàn toàn thức tỉnh, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Hắn đứng trong sân viện trên Cửu Huyền Phong, lấy ra từ trong giới các loại pháp khí và đan dược để lại thiên cơ môn, những thứ này cho bọn họ. Quần áo và bức họa hắn giữ lại. Sau khi lên thượng giới sẽ có thứ càng tốt hơn diệp tố cũng tùy hắn ta đi đây tiểu sư đệ do dự nói rõ ràng biết đối phương đang ở thượng giới trước mắt chỉ là một sợi thần thức nhưng hắn không khỏi cảm thấy có chút khủng hoảng diệp tố thay hắn vén gọn tóc mai ra sau tai ta ở bên trên chờ đệ du phục thời lúc này mới rời đi phi thăng cùng với hai người vừa mới thành thần diệp tố cúi đầu nhìn tay của mình vừa rồi còn nắm bàn tay thon dài lành lạnh của đối phương lúc này đột nhiên trống không ngực cũng tựa hồ cảm thấy trống rỗng lôi phi thăng sau khi đánh xong đồ thế ở phía nam thì còn chưa đã ghiền vì thế những đại năng đại kiếp hậu kỳ định của tu chân giới vừa mới trở về tu dưỡng liền bị nó theo dõi từng người một bị đánh liên tiếp trong một vùng núi hoang vu nào đó ở tu chân giới vu phong hải ngửa đầu nhìn ba đạo ánh sáng phóng lên thượng giới quay đầu nhìn sang một đạo thần ảnh bên cạnh. Hắn đã lên rồi. Thanh kiếm này thuộc về ngươi. Thần ảnh mở miệng nói. Nếu Diệp Tố có ở đây nàng nhất định có thể nhận ra được thần ảnh này là ai? Du Ly Giáng Năm đó khi đưa hai vị tân ngự thần xuống hạ giới, Du Ly Giáng đã trộm phái một đạo thần ảnh mang theo một thanh kiếm lén đi theo du phục thời. Đây không phải là vì để cung cấp lực lượng cho hắn, giúp hắn nhanh chóng phi thăng mà là vì phòng ngừa du phục thời xảy ra vấn đề, không thể quay về được. Vu Phong Hải là người mà Du Ly Giáng lựa chọn, chỉ cần ông còn sống thì cứ cách một đoạn thời gian sẽ đến tòa núi hoang này. Một khi đến cuộc chiến trở về mà Du Phục Thời vẫn còn chưa đi lên thì Vu Phong Hải có thể mang theo thanh kiếm này đi tìm Du Phục Thời, một kiếm đâm vào trái tim hắn. Trong giây phút tử vong, huyết mạch dung ra sẽ hoàn toàn thức tỉnh, du phục thời sẽ có thể nhớ lại thân phận của mình, trở về thượng giới. Tuy nhiên hiện tại du phục thời đã tự mình thức tỉnh, ước định này cũng theo đó tự động được giải trừ, thần ảnh tự động biến mất, kiếm cũng thuộc về vu phong hải. Vu phong hải vừa chớp mắt thì thần ảnh đã biến mất, ông có chút mất mát nhưng rất nhanh liền khom lưng rút ra thần kiếm được khảm trong núi đá. Sau khi vu thủ vệ mang thanh kiếm rời đi, tòa núi hoang bỗng nhiên tỏa ra một luồng sáng sinh cơ, từ đây trong núi quanh năm cỏ mọc xanh gì, hoa nở không dứt. Khi du phục thời phi thăng lên thượng giới, Diệp Tố lặng lẽ rời khỏi phi tiên đài, giải trừ trận pháp bí ẩn, lẫn vào trong đám người. Vừa đứng lẫn trong đám đông Diệp Tố liền phát hiện không ít ngự thần từ Trung Ly ra sốt ruột nhìn sang bên này. Nhưng mà, đã chậm phù thế đại lục đã rất lâu không có ai phi thăng, đột nhiên trong nháy mắt xuất hiện ba vị, tức khắc tạo ra một cơn chấn động. Ngoại trừ linh cảnh đại lục, chưa từng có trường hợp nào nào lại có đến ba vị cùng nhau phi thăng thành thần. Ai chẳng thích hóng hớt náo nhiệt. Người cũng phi thăng à. Đồ thế vừa mới đứng vững, quay đầu thì thấy ngay du phục thời đứng ở chính giữa, không khỏi khiếp sợ hỏi. Du Phục Thời không rảnh lo đến đồ thế và Vu thừa duyệt ở bên cạnh, hắn vừa lên tới thì liền nhìn quanh quất trong đám người bên dưới, muốn tìm thân ảnh của Diệp Tố, ngực như là bị thứ gì siết chặt, có khi nào nàng lại lừa hắn hay không? "Tiểu sư đệ." Diệp Tố chen ra từ đám đông, vươn tay với người bên trên, ngửa đầu cười nói, "Chờ được đệ rồi." Rõ ràng phi thăng chỉ mất một lúc mà thôi, thế mà Du Phục Thời lại cảm thấy như đã lâu rồi không thấy nàng. Du phục thời nhanh chóng nhảy xuống phi tiên đài, nắm lấy tay Diệp Tố. Lần này không có lừa đệ. Diệp Tố nghiêm túc nói. chậc chậc hai ra. Đồ thế ở trên đài lắc lắc đầu, ý vị chua lòm, sau đó lại xoay sang nhìn vu thừa duyệt. Ngươi nhìn khá lạ mặt, ta tên đồ thế, còn ngươi. Vu thừa duyệt. Đúng lúc này, xe phi mã của Du Gia đột nhiên từ thượng trọng thiên bay nhanh tới cũng là một đội chín chiếc xe ngựa. Quy cách của những chiếc xe khác không khác so với xe của Trung Ly Gia, nhưng chiếc xe ở giữa lại là do chín hắc phi mã kéo. 18 nhà ngự gia trên Thượng Trọng Thiên đều dùng bạch phi mã, hắc phi mã quá hiếm có, không đủ để kéo xe nên chỉ có người cưỡi mà thôi. Diệp tố tốn không ít sức lực mới gom được chín thất phi mã thuần hắc, đen tuyền từ đầu đến chân, nàng giao cho Du Ly Giáng, nói là hiến tặng cho tân ngự thần chỉ trong một chớp mắt đoàn xe ngựa bay đã đến trước phi tiên đài ở hạ trọng thiên đồ thế tiền bối vu thiếu gia có muốn đi cùng chúng ta không diệp tố nhìn về phía hai người trên phi tiên đài hỏi hai người tất nhiên cũng không cự tuyệt lập tức xuống đài nhi từ dung nhai vội vàng bước xuống xe ngựa ông cảm giác được thần tức của du phục thời nên liền lập tức kéo đạo lữ chạy tới sau đó du ly dáng và dung nhai lại nhìn thấy diệp tố nắm tay nhi tử của mình thần ảnh mà du ly dáng truyền xuống hạ giới đã cắt đứt liên hệ với bản thể chỉ là một hình ảnh dùng để ra lệnh sau khi du phục thời phi thăng sẽ tự động biến mất dù cho thần ảnh có nhìn thấy gì ở hạ giới thì bản thể cũng không nhận được thông tin thế nên bà hoàn toàn không biết gì về chuyện của diệp tố và du phục thời du ly dáng quay đầu nhìn lại chín thớt thuần hắc phi mã giữa đoàn xe lại nhớ tới mấy tháng trước Diệp Tố chính nghĩa đường hoàng nói muốn tạo dựng khung cảnh chào đón tân ngự thần không thua gì nhà Trung Ly ra. Lúc ấy bà còn cảm thấy Diệp Tố có chút dã tâm, chưa gì đã muốn bắt đầu lấy lòng ngự thủ đời kế tiếp. Hiện giờ xem ra, ha ha, hai đứa, dung nhai do dự hỏi du phục thời, con là nhi tử của ta sao? Đừng lại nhầm lẫn nữa. Du Ly dáng mặt vô biểu tình nói, huyết mạch của nhi tử chàng cũng cảm ứng không ra rồi à? du phục thời vẫn như cũ không buông tay diệp tố ra, diệp tố tự nhiên cũng nắm lại tay hắn. chỉ là đôi mắt khẽ thấy mấy ngự thần của trung ly gia đã rời đi với sắc mặt khó coi. nhi tử, chúng ta trở về thôi. dung nhai sau khi xác nhận du phục thời là nhi tử của mình thì nhiệt tình dẫn bọn họ lên xe ngựa. dọc theo đường đi dung nhai không ngừng nghỉ nhiệt tình giới thiệu về tam trọng thiên hiện tại. Du phục thời sau khi bước lên xe ngựa thì liền dựa cả người vào diệp tố, nắm tay nàng không buông, lười biếng lắng nghe. Nếu người đối diện không phải là cha hắn mà là một người mới gặp thì nói không chừng du phục thời đã bắt đầu che lỗ tai. Còn về phần đồ thế và vu thừa duyệt, hai người trực tiếp được nhận ngự lệnh, trở thành người thượng trọng thiên qua một thời gian nữa ta sẽ dẫn hai người đến phù thế viện ở trung trọng thiên gặp gỡ mọi người diệp tố nói với hai người tân ngự thần du gia trở về là một chuyện lớn sau khi tin tức truyền khắp tam trọng thiên thì náo nhiệt cực kỳ chư thần đều chờ đợi cuộc chiến trở về du phục thời ngay sau đó bị du ly giáng dẫn theo bên người làm quen với các sự vụ của du gia trong đó cũng có mấy lần gặp mặt các ngự gia khác có không ít kẻ thầm cười nhạo hắn mà những chuyện đó cũng không quan trọng, dù phục thời cũng không thèm để ý. Quan trọng là Diệp Tố lại đột nhiên sinh bệnh. Sau khi trở về từ hạ giới, Diệp Tố dẫn đồ thế và vu thừa duyệt dạo qua một vòng thượng trọng thiên, nhưng khi về phòng lại ngủ mãi không tỉnh, sau đó còn phát sốt. Các tu sĩ bình thường đã cực kỳ khó sinh bệnh, huống chi là Diệp Tố đã là thượng thần. Dù phục thời nôn nóng không thôi, vốn dĩ muốn dẹp hết mọi chuyện sang một bên canh giữ cả ngày lẫn đêm bên người nàng nhưng trong lúc đó từ phù thế đại lục lại liên tục có người phi thăng lên mỗi lần như vậy hắn đều phải xuống hạ trọng thiên một chuyến vì nếu diệp tố tình nàng ấy nhất định sẽ đi đón mọi người nàng còn ngủ mê thì hắn sẽ đi thay nàng du phục thời nửa quỳ ở cạnh giường mặt dán vào lòng bàn tay diệp tố nhắm mắt lại nhẹ nhàng cọ cọ Phụ thân nói nàng căng thẳng, mệt mỏi quá lâu nên mới xuất hiện tình trạng ngủ sâu không tỉnh. Chương 223. Ước định. Sợi thần thức kia của Diệp Tố không lập tức trở về thượng giới, cùng với du phục thời mà tạm thời lưu lại phù thế đại lục. Không ai biết nàng chỉ là một sợi thần thức. Diệp Tố lưu lại là vì muốn đem tất cả mọi thứ đã học ở thượng giới truyền lại cho những người khác. Nàng đi đến Quy Tông thành trước tìm Liên Liên và Trình Hoài An. Hai người vừa nghe có Diệp Tố đến tìm thì tức khắc chạy ra từ tông môn. "Diệp Tố, ta còn tưởng cô đi rồi." Liên Liên nhìn nàng đầy kích động, ngày đó sau khi bọn họ rời khỏi Quy Tông thành, Liên Liên vẫn luôn nghĩ rằng rằng Diệp Tố sẽ giống đồ thế tiền bối vậy, phi thăng rời đi phù thế đại lục. Dù sao ngày hôm đó khí tức trên người Diệp Tố quá không bình thường ngày đó hai người đưa ngọc giản của ngũ hành tông cho ta muốn ta giúp đỡ ngũ hành tông một phen diệp tố nhìn liên liên và trình hoài an đang đứng phía sau nàng ấy lấy từ trong ngực áo ra một kiện ngọc giản đưa cho bọn họ nói hôm ta ta tới để thực hiện lời hứa liên liên nhận lấy ngọc giản đầu tiên là kinh ngạc sau đó trên mặt liền nở một nụ cười thật rạng rỡ ta đánh cuộc thắng rồi nếu có gì không rõ có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào ta tạm thời sẽ còn ở lại phù thế đại lục, trong này có vài phù chú là ta tự nghĩ ra, còn có một phần phù chú. Diệp Tố giơ tay chỉ chỉ lên không chung nói, học được từ các thượng thần ngũ hành tông của hai người. Trình Hoài An cầm lấy ngọc giản trong tay liên liên, vội vàng nhìn xem, liền thấy được phù chú bên trong tuyệt đối vượt xa kiến thức của ngũ hành tông hiện tại, đây không còn là giúp đỡ một phen mà thật sự đã giúp nâng cấp ngũ hành tông lên vài bậc hắn nghiêm túc nói với diệp tố cảm ơn không cần cảm ơn ta cũng có một yêu cầu diệp tố nói cô nói đi chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định sẽ làm giúp cô liên liên không chút do dự nói diệp tố nhìn hai người cười nói ta hy vọng hai người sớm phi thăng thành thần đi thượng giới tham gia trận chiến trở về liên liên và trình hoài an liếc nhau sau đó hai người nhanh chóng đồng ý với diệp tố trong ngọc giản này có vô số phù chú cao cấp, càng không cần nhắc đến những phù chú trận pháp. Nếu bọn họ không chăm chỉ tu luyện thì thật quá có lỗi với tấm lòng của Diệp Tố. Trận chiến trở về, chúng ta nhất định sẽ có mặt. Liên liên nghiêm túc nói. Tốt, Diệp Tố gật đầu, chúng ta ở thượng giới chờ hai người. Đây chỉ là nhà đầu tiên, sau đó Diệp Tố lại đến hợp hoan tông thật ra trước đó nàng đã truyền tin đề cập đến trận chiến trở về nhưng vẫn muốn đích thân đi một chuyến khi diệp tố đến hợp hoan tông thì bên trong đang rất náo nhiệt vì sư tổ của bọn họ đang độ lôi kiếp phi thăng lôi phi thăng ở trên không cảm ứng được diệp tố tạm dừng một lát nhưng sau đó cơn giận dữ liền bùng lên nó đánh không được diệp tố nhưng hai vị độ kiếp hậu kỳ đại năng ở bên dưới này ai cũng đừng hỏng thoát đánh chết mấy người tu chân âm hiểm xảo trá này. Diệp Tố cũng chỉ khẽ liếc nhìn lôi phi thăng trên không, sau đó liền đi về phía Nhan Hảo và Mai Cửu Nhân. Diệp Tố, Nhan Hảo vừa quay đầu liền nhìn thấy Diệp Tố, theo bản năng lại tiếp tục nghiêng đầu ngó xem phía sau nàng, du sư đệ đâu? Hai người suốt ngày ở cạnh nhau, rất ít khi thấy họ tách ra. Đi thượng giới rồi." Diệp Tố thuận miệng đáp. "Hờ?" Du sư đệ phi thăng rồi." Mai Cửu Nhân ngạc nhiên hỏi, "Sao ta lại không thấy lôi phi thăng của hắn?" "Hắn không cần lôi phi thăng." Diệp Tố vẫn như cũ lấy ra một cái ngọc giản, "Đây là ít số ảo thuật ta học được từ các thượng thần hợp hoan tông." "Cho chúng ta sao?" Mai Cửu Nhân thụ sủng nhược kinh, muốn xông tới ôm Diệp Tố, "Diệp Tố, cô thật là một người tốt." Diệp Tố lùi lại tránh thoát cái ôm của hắn nào ngờ nhan hảo cũng vọt tới ôm nàng ra sức cọ cỏ diệp tố cô yên tâm chúng ta nhất định sẽ sớm phi thăng thành thần nhan hảo bị diệp tố đẩy lui lại biểu tình ngượng ngùng ta cũng muốn sớm được gặp lại du sư đệ hắn là của ta diệp tố mặt không cảm xúc cảnh cáo chúng ta chỉ đứng ở bên cạnh nhìn thôi nhan hảo xòe cây quạt lông hồng phấn của nàng ra nhẹ nhàng phe phẩy trên mặt thật ra ta cũng rất nhớ dịch sư đệ, không biết hắn ở ma giới lăn lộn thế nào rồi. Mai cửu nhân thì lại rất tò mò về thượng giới, Diệp Tố, trên đó có nhiều mỹ nhân không? Diệp Tố, hai người lên đi thì biết. Lôi phi thăng phía trên hợp hoan tông còn đang dồn hết sức đánh người, trên giới tông môn tràn ngập khẩn trương lẫn vui sướng, Diệp Tố cũng không ở lại lâu. Nàng tạm biệt hai người đi ngô kiếm phái so sánh ra thì ngô kiếm phái chính là tông môn bận rộn nhất hiện tại. Các tu sĩ chạy nạn từ phương Tây hơn phân nửa đều đến đồ thủ thành, muốn mưu cầu một con đường sống. Người một khi đông lên thì liền dễ dàng xảy ra tranh chấp. Ngô kiếm phái thân là đại tông môn đệ nhất ở phương Đông, tất nhiên phải đứng ra chịu trách nhiệm thu xếp, quản lý những người này. Vì thế khi Diệp Tố đến nơi thì khắp nơi trong đồ thủ thành đều có đệ tử ngô kiếm phái duy trì trật tự. Nàng ở trên đường gặp được Từ Trình Ngọc, hắn vừa mới đối phó xong vài tên tu sĩ ỷ vào cảnh giới của mình không tồi mà tác quái tác quái, đang chuẩn bị áp giải người đi, vừa ngước mắt thì nhìn thấy Diệp Tố đang đứng gần đó. Từ Trình Ngọc giao người cho sư muội ở bên cạnh, bước tới hỏi Diệp Tố, "Sao cô lại có rảnh mà sang đây?" "Ta nhớ rõ thời gian thi đấu tông môn đại bỉ trước đó, huynh rất muốn đánh một trận với ta." Tầm mắt Diệp Tố dừng ở bên hông Từ Trình Ngọc, một trận dùng kiếm mà đánh. Từ Trình Ngọc khẽ cười, ta chưa từng thấy qua cô dùng kiếm đối chiến, vẫn luôn muốn một lần được chứng kiến. Thế nên hôm nay ta đến để đấu một trận. Diệp Tố khom lưng nhặt một thanh kiếm rơi trên mặt đất từ trận ẩu đả vừa rồi, búng nhẹ lên thân kiếm, nghe thanh âm nó phát ra thì nói, miễn cưỡng dùng cũng được. Từ Trình Ngọc cũng không nói nhiều, giơ tay ý bảo các sư đệ sư muội dẫn người đi xa ra một chút sau đó quay đầu rút kiếm nói với diệp tố mời hai người đứng đối diện trong mắt đều mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt hai bên đường vì vụ việc đánh nhau trước đó nên người đã sớm bị quét sạch mời diệp tố vừa dứt lời thì từ trình ngọc ở đối diện lập tức động xông tới nhanh như chớp hắn vung kiếm tiếng kiếm xé gió vang lên không hề nương tay một chút nào mà chém về phía diệp tố Diệp Tố lùi về sau một bước, nghiêng kiếm chặn lấy đường kiếm chém tới, sau đó thuận thế đâm thẳng hướng vào vị trí ít hầu của từ trình ngọc, kiếm quang chớp lóe, rõ ràng chỉ là một thanh kiếm bình thường thế nhưng khi ở trong tay nàng lại như là thần binh lợi kiếm. Mọi người đứng xem ở cách đó không xa không hỏi hít sâu một hơi, sợ từ trình ngọc bị một kiếm này đâm trúng. Nhưng mà điều khiến mọi người kinh ngạc chính là từ trình ngọc lại không sợ hãi một chút nào, không phải bởi vì đối phương là Diệp Tố, cũng không phải bởi vì hai người đang không ở trong một trận quyết đấu sinh tử. Đơn giản là vì từ Trình Ngọc Một khi cầm kiếm sẽ không có bất kỳ cảm xúc nào khác, trong mắt hắn chỉ có kiếm, sẽ không nghĩ ngợi người ở đối diện là ai, càng sẽ không sợ hãi đối phương. Chỉ thấy hắn không hề lùi lại, cổ tay và cánh tay đều chuyển động, khuỷu tay dồn lực, keng, một tiếng, một kiếm ý được bắn ra ngăn cản một kiếm của Diệp Tố này vẫn còn chưa xong, kiếm ý của từ trình ngọc cực kỳ thuần túy. Một kiếm của Diệp Tố vừa bị cản lại thì chung quanh nàng liền bị bao phủ bởi kiếm ý thuần túy và cường đại của hắn. Không sợ thứ gì. Thẳng tiến không lùi. Đối chiến với một từ trình ngọc như vậy, bất kể là ai cũng sẽ đều cực kỳ đau đầu. Diệp Tố bị kiếm ý ép cho lùi lại mấy bước, bật cười một tiếng, huynh tiến bộ không ít. Trong lúc nói chuyện thì cổ tay nàng lại run lên, thanh kiếm vốn dĩ bình thường ở trong tay nàng lại như một con rồng màu bạc uốn lượn, kiếm ý thoát kiếm mà ra, đột nhiên vạn đạo bóng kiếm xuất hiện, áp sát về phía Từ Trình Ngọc. Mọi người đều đang tiến bộ, ta cũng không thể tụt lại phía sau. Từ Trình Ngọc ôn hòa đáp, hắn là đại sư huynh Ngô kiếm phái, theo lý nên giống một cây đại thụ, vì các sư đệ sư muội mà che mưa che gió chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ các sư đệ sư muội khỏi nguy hiểm. Từ trình ngọc điểm mũi chân xuống đất, thân hình nhanh chóng di chuyển, kiếm động tùy tâm, lợi dụng kiếm ý ở chung quanh mình dựng lên một chuông kiếm ý hộ thể. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, chuông kiếm ý thành công ngăn lại được những bóng kiếm của Diệp Tố, nhưng mà ngay sau đó từ trình ngọc lại có cảm giác không đúng, đồng tử hắn co rút, Diệp Tố không thấy đâu nữa. Không đợi từ Trình Ngọc kịp suy nghĩ, Diệp Tố lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Lúc này đây, thế kiếm của nàng thế mà lại trực tiếp đâm xuyên chuông kiếm ý của hắn. Từ Trình Ngọc chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng cái chết lại kề cận mình như vậy. Tình huống nghìn cân treo sợi tóc, hắn cố gắng kìm lại sự sợ hãi trước tử vong. Mạnh mẽ giơ tay dựng kiếm ngăn cản kiếm của Diệp Tố. Két két. Kim loại va vào nhau phát ra âm thanh chói tai, cơ hồ sắp chấn điếc một bên tai của từ trình ngọc. Gãy rồi, Diệp Tố thu kiếm về nói. Thanh kiếm nàng nhặt ban nãy đã bị kiếm của hắn cắt thành hai đoạn. Một nửa lưỡi kiếm vốn chỉ vào ít hầu của từ trình ngọc đã rơi trên mặt đất. Từ trình ngọc lúc này mới lấy lại tinh thần, ánh mắt dừng trên thanh kiếm gãy trong tay Diệp Tố. Thật lâu sau mới nở một nụ cười khổ, nếu đổi sang một thanh kiếm tốt thì ta sẽ thua rất khó coi không so như thế được diệp tố lắc đầu cảnh giới của ta cao hơn huynh quá nhiều lần sau lại đánh một trận nữa từ trình ngọc bổ sung chờ sau khi ta phi thăng thành thần được diệp tố đồng ý nàng ném đoạn kiếm gãy trong tay xoay người rời đi từ trình ngọc nhìn theo bóng lưng của nàng trên gương mặt ôn hòa lộ ra ý cười ánh mắt chứa đầy chờ mong Mong bọn họ sẽ có thể một lần nữa kề vai chiến đấu. Nơi cuối cùng ở tu chân giới mà Diệp Tố đi tới là Định Hải Thành, nàng tìm toàn gia anh. Nàng lấy ra một nửa pháp khí mà Du Phục thời lưu lại cho Phá Nguyên môn, đồng thời cũng đưa cho toàn gia anh một ngọc giản luyện khí. Sau đó mới rời bước đi ma giới. Nàng muốn đi tìm Dịch Huyền. Điện ma chủ đã bị hủy, một ma chủ đã chết. Ma chủ còn lại là đồ vưu thì sau khi linh lung cốt phi thăng lại biến mất không thấy đâu nữa, hẳn là đã bế quan ở đâu đó, cũng không định quản ma giới. Hiện giờ dịch huyền ở ma giới bắt đầu thu nạp ma quân, an bài lại mọi việc ở ma giới. Diệp Tố đi tìm một vòng mới tìm thấy dịch huyền trong một tòa ma thành. Dịch huyền đang ngồi trên tường thành, trên người vẫn mặc đạo bào của thiên cơ môn. Nếu không phải toàn thân ma khí cùng với huyết lan quá mức diễm lệ giữa hai mày thì thật không thể nào nhìn ra được hắn là ma tộc. Diệp Tố cũng học theo hắn, ngồi vắt vẻo trên tường thành, hai người ai cũng không lên tiếng, cứ thế ngồi sánh vai trên tường thành cao, nhìn ma thành ở nơi xa dần dần lên đèn. Khi nào tỷ sẽ đi? Một lúc lâu sau Dịch Huyền mới mở miệng hỏi. Mấy ngày nữa. Diệp Tố nhìn các ma tộc tới lui bình thường trong ma thành. Bỗng nhiên nói, ta đã gặp mẫu thân của đệ. Dịch Huyền cũng không hỏi Diệp Tố gặp ở đâu, gặp khi nào, chỉ hỏi, tỷ cảm thấy bà ấy thế nào. Diệp Tố chống hai tay ra sau, ngồi ngả người ra sau một chút, một lát sau mới nói, cứng cỏi, lớn gan. Hai người lại yên lặng một hồi. Sư tỷ, Dịch Huyền quay đầu nhìn nàng, thật xin lỗi. Hắn vẫn luôn thiếu sư phụ và các sư huynh sư tỷ một lời xin lỗi. Đệ là sư đệ, sư huynh sư tỷ đối tốt với sư đệ là thiên kinh địa nghĩa. Diệp Tố cười một tiếng, mà đệ cũng trưởng thành rồi. Chờ ma giới ổn định, đệ sẽ ngay lập tức đi lên tìm mọi người. Dịch Huyền nghiêm túc nói. Tốt, Diệp Tố đứng dậy, sau đó lại bỗng nhiên duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu Dịch Huyền trước khi hắn phản ứng lại thì liền nhanh chóng biến mất, còn để lại một câu, sư tỷ đã muốn làm vậy từ lâu rồi. Dịch huyền thật lâu sau mới rũ mắt, thấp giọng nói, cũng không có nói không cho tỷ sở mà. Yêu giới, ở một tòa yêu sơn nào đó sâu không thấy đáy, một người ăn mặc rách tung rách tué rốt cuộc từ đáy vực bò lên tới, hai tay hắn bám vào mỏng đá, hai nửa pháp trượng bị chém gãy được cột ở sau lưng chờ hắn tới được độ kiếp kỳ, nhất định phải chơi chết tên lục trầm hàn đó. Cốc Lương Thiên Yên lặng thầm thề trong lòng, rất nhanh nữa thôi là hắn sẽ có thể lên tới độ kiếp kỳ, khi đó khi quả Bồ đề phát huy tác dụng đã giúp hắn nhảy lên đến đại thừa hậu kỳ đỉnh. Nhưng mà, muốn làm như vậy thì trước tiên hắn vẫn phải tu luyện đến được độ kiếp kỳ, à không, độ kiếp hậu kỳ đỉnh đi cho chắc. Hiện giờ hắn không phải đệ tử Vạn Phật tông, Sư phụ sẽ không giúp hắn mà sợ là sẽ còn tiếp tay hại hắn. Côn Luân lại là đệ nhất đại tông, hắn đấu không lại, trừ phi bản thân tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh, bọn họ mới không thể đối phó được hắn. Cốc Lương Thiên ở dưới đáy vực thiếu chút nữa bị những yêu thú đó xem như đại bổ đan mà nuốt xuống, thật vất vả mới thoát ra, leo lên được. Thôi, vẫn là nên chờ đến khi tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh, gần sắp phi thăng. Lúc đó hắn đi tìm Lục Trầm Hàn tính sổ. Phải từ từ mưu tính mới được. Cốc Lương Thiên vừa thả bay đầu óc như vậy vừa từ đáy vực bò lên. Nhưng mà khi đôi tay hắn chụp vào mỏm đá trên đỉnh núi, vừa mới thỏ đầu lên thì lại nhìn thấy một đôi chân. Thân thể Cốc Lương Thiên lập tức cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu thì liền đối diện với ánh mắt của Diệp Tố. Đã lâu không gặp. Diệp Tố mỉm cười. Cốc Lương Thiên vì quá mức khiếp sợ nên hai tay cốc lương thiên có chút run rẩy thiếu chút nữa lại khiến hắn ngã xuống làm bạn với yêu thú diệp tố tiến tới duỗi tay kéo người lên cốc lương thiên bị kéo lên mà vẫn chưa hết hồn bay phách lạc cảm ơn hắn cảm thấy diệp tố có chút kỳ quái chẳng lẽ nàng ta cũng muốn giết mình tân phật tử bị nhốt dưới vực sâu không biết bên ngoài trời đất đã đảo điên như thế nào hắn vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của chính mình không cần cảm ơn diệp tố nhìn cốc lương thiên ngồi bệt trên đỉnh núi tầm mắt lại đảo qua pháp trượng đã gãy làm hai phía sau lưng hắn sau đó nàng lấy ra từ túi càn khôn một pháp trượng hoàn toàn mới đưa cho cốc lương thiên cho ta cốc lương thiên khiếp sợ nhìn diệp tố càng cảm thấy nàng thật sự kỳ quái là đồ của tiểu sư đệ ta hắn không cần nữa nên lấy ra chia diệp tố nhìn cốc lương thiên một thân rách bươm nói nhớ phải sớm phi thăng hà cốc lương thiên không rõ nàng đang nói cái gì nếu ngươi muốn ở lại yêu giới thì có thể đi tìm tàng lục đến lúc đó có thể phi thăng thành thần cùng với ông ấy diệp tố để lại một câu cuối cùng như vậy xong thì thân ảnh liền hoàn toàn biến mất trở về thượng giới cốc lương thiên diệp tố khi nào lại có thêm trò này nữa mà có vẻ nàng ta lại mạnh hơn trước rồi Cốc lương thiên ê ẩm trong lòng, sao mà quả bồ đề của hắn cũng đã có tác dụng mà vẫn không đuổi kịp được Diệp Tố. Diệp Tố đúng là không phải người mà. Trong lòng cốc lương thiên tràn ngập vẫn uất nàng ta bảo tìm tàng lục thì hắn phải đi tìm tàng lục sao? Hắn không tìm, hắn sẽ tìm một nơi tu luyện cho tốt, đó mới là chính đạo. Còn về việc sau khi cốc lương thiên rời khỏi đây, phát hiện tam giới đã thay đổi ngả nghiêng, Côn Luân và Vạn Phật Tông đều đã bị diệt sạch thì lại là một câu chuyện khác. Tác giả có lời muốn nói. Cốc Phật tử vừa mới bỏ lên, thế đạo đổi thay, Diệp Tố lại đối xử với ta tốt như vậy. Chương 224. Tỉnh lại. Khoảnh khắc sợi thần thức quay về thân thể, Diệp Tố liền cảm thấy vô số mỏi mệt ập đến, nàng thấy đồ thế tiền bối và Vu thừa duyệt đều đã được sắp xếp tốt tiểu sư đệ đi theo ngự thủ học quản lý sự vụ nên bản thân trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ là, sau khi chìm vào giấc ngủ lại hoàn toàn mất đi toàn bộ ý thức. Đến khi du phục thời trở về thấy Diệp Tố lay thế nào cũng không tỉnh thì tức tốc di tìm Dung Nhai, muốn ông đến xem Diệp Tố thế nào. Dung Nhai cảm thấy Nhi Tử có chút chuyện bé xé ra to, lo lắng quá mức, chắc là ngủ nướng mà thôi. Ông cũng thường xuyên ngủ nướng nàng ấy sẽ không như vậy. Dù phục thời nôn nóng nói, ít nhất hắn chưa từng thấy qua Diệp Tố ngủ nướng. Dùng nhai cứ thế bị nhi tử áp tải, đến phòng Diệp Tố, chỉ đành phải nghiêm túc kiểm tra Diệp Tố đang ngủ trên giường, xem đến xem lui một lúc mới có thể xác định được. Người không sao, phòng chừng là do căng thăng quá lâu, đột nhiên thả lỏng lại nên mới xảy ra tình trạng thế này, có chút sốt nhẹ, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏe lại thôi. Dù phục thời đưa tay ra sờ sờ chán Diệp Tố, thật nóng. Hắn rũ mắt nhìn người đang hôn mê trên giường. Diệp Tố chưa từng để lộ một mặt này trước mặt người khác. Cho đến nay giống như không có gì có thể làm khó được nàng. Chuyện gì nàng cũng đều giải quyết được. Đại sư tỷ, ba chữ này như được đặt riêng cho nàng vậy. Hình như ta còn một ít hương an thần, có thể đốt cho tiểu cô nương. Dung nhai ở bên cạnh lẩm nhẩm, lấy ra một nén hương, sau đó bước về phía bếp lò đốt hương lên, lại quay trở lại nói với nhi tử, tiểu cô nương đã là tán thần, sốt một thời gian ngắn sẽ tốt lại thôi, con không cần lo lắng. Dù phục thời nghiêng người nằm bên cạnh Diệp Tố, mặt đối mặt với nàng, ngón tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng chạm vào sườn mặt Diệp Tố. Nếu lúc này Diệp Tố mở mắt ra sẽ phát hiện tiểu sư đệ của nàng không phải lúc nào cũng kiều khí như nàng vẫn nghĩ. Ngược lại ánh mắt của hắn hiện giờ đạm mạc, khi rũ mắt lộ ra vẻ bệ nghệ. Tần ngự thần có lực lượng vô thượng, là thượng thần thượng trọng thiên chân chính. Nhưng mà, khi ánh mắt hắn chạm đến Diệp Tố thì lại như chưa từng thay đổi, vẫn là tiểu sư đệ lười nhác kiều khí của nàng, chỉ là sâu dưới đáy mắt không giấu được sự lo lắng nôn nóng. Đầu ngón tay hắn chậm rãi rời xuống, cuối cùng dừng trên môi Diệp Tố. Thật nóng! Ngày đó khi hôn nàng, môi nàng vừa mềm vừa ấm, không hề nóng như thế này. Kẻ lừa đảo, du phục thời thấp giọng nói, nàng đã nói sẽ dạy ta thứ khác. Nếu như theo thường ngày, chỉ cần hắn vừa tới gần Diệp Tố sẽ lập tức tỉnh ngay, hiện tại ngay cả hắn nói chuyện nàng cũng không tỉnh lại. Du phục thời rũ mắt nhích lại gần Diệp Tố, hắn thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của hai người đan chéo vào nhau. Hắn nhẹ giơ tay lên, ngón cái quẹt qua ngón trỏ một đường, máu liền chảy ra. Tuy phụ thân nói cơn sốt của nàng sẽ qua nhanh thôi nhưng du phục thời lại không nhìn được Diệp Tố khó chịu, hắn vươn đầu ngón tay ra đút máu cho nàng. Huyết mạch dung ra ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, chỉ một giọt thôi nhưng cơn sốt của Diệp Tố có thể cảm nhận được đang rút đi nhanh chóng, khôi phục lại nhiệt độ như thường. Du phục thời nhẹ chống chán mình lên chán Diệp Tố, cùng ngủ với nàng thỉnh thoảng sẽ đi xuống hạ trọng thiên đón những người phi thăng. Hoạt động mỗi tháng xuống trung trọng thiên mời chào tán thần một lần của Du gia đã tạm dừng, toàn bộ số ngự lệnh đó được giữ lại để chuẩn bị đưa cho những người phù thế đại lục phi thăng lên. Du Ly giáng cũng không có ý kiến gì, tất cả đều giao cho nhi tử, thật ra bà đã sớm muốn phất tay không quản việc nữa, sau đó dẫn đạo lữ của mình xuống hạ giới chơi. Tuy nhiên kế hoạch này vẫn còn phải chờ sau khi trận chiến trở về kết thúc mới có thể thực hiện. Một giấc này của Diệp Tố ngủ ly bì đến hơn 10 ngày, khi mở mắt ra liền nhìn thấy du phục thời đang ngủ ở sát bên cạnh. Nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn thấy du phục thời cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ theo bản năng vươn tay giúp hắn vén vài sợi tóc lòa xòa ra sau tai. Nàng tỉnh rồi, du phục thời cảm thấy bên tai hơi ngứa thì mở mắt, Lười biếng nói. Ừ, Diệp Tố nghe thấy giọng hắn thì rốt cuộc tỉnh táo lại. Ta ngủ bao lâu rồi? Tay nàng đang rút về giữa đường lại bị du phục thời bắt lấy. Hắn rũ mắt nắm tay Diệp Tố thưởng thức. 16 ngày. 16 ngày. Diệp Tố nghe vậy thì nhíu mày. 16 ngày thượng giới. Hạ giới đã qua 160 năm. Dịch huyền bọn họ. Du phục thời dơ bàn tay còn lại che miệng nàng. Ngước mắt nhìn lên, nàng cũng không hỏi gì ta. Lời nói tựa hồ lộ ra vài phần ủy khuất. Chỉ là hai mắt yên lặng nhìn nàng lại khẽ cong cong. Nàng tỉnh, hắn thật vui. Diệp Tố cũng không rút tay về, An Tĩnh nhìn tiểu sư đệ nghiêng người nằm ở đối diện, bọn họ hình như chưa từng bao giờ mặt đối mặt nhau như vậy. Vốn dĩ Du Phục thời cũng không cảm thấy gì, nhưng sau khi diệp tố nhìn hắn chăm chú như vậy thì không biết vì sao hai tai lại bắt đầu nóng lên ngay cả bàn tay nàng mà hắn đang nắm trong tay cũng trở nên thật nóng hắn không được tự nhiên thu tay về mấy người dịch huyền vài ngày trước đã lên đây ừ diệp tố nói sau đó lại hỏi tiểu sư đệ chúng ta mấy ngày nay đang làm cái gì nhắc đến chuyện này du phục thời liền nhướng mày đắc ý đã thấy tân ngự thần nhà trung ly hắn không lợi hại bằng ta hai người đã giao thủ à? Diệp Tố hỏi hắn. Du Phục Thời lắc đầu, không có, chỉ là ở đằng xa nhìn thấy, hắn kém xa ta. giữa hai vị tân ngự thần nhất định phải chọn ra một vị ngự thần mạnh nhất thượng trọng thiên. Du Phục Thời tuy chỉ nhìn lướt qua tân ngự thần của Trung Ly gia nhưng hắn biết đối phương không so được với mình. đây là trực giác của ngự thần. sau khi lực lượng của Du Phục Thời thức tỉnh, hắn gần như toàn trí toàn năng diệp tố ngồi dậy thuận tiện cũng kéo du phục thời cùng dậy dẫn ta đi gặp những người đã phi thăng lên đi các sư huynh sư tỷ của đệ đã lên chưa sư phụ cũng đã lên rồi du phục thời đứng dậy cố ý kép quần áo của mình sộc sạch chờ đến khi diệp tố nhìn không nổi nữa thì liền thoải mái để nàng sửa sang giúp mình diệp tố chỉnh trang lại quần áo cho hắn nàng không nhìn ra tiểu tâm tư của du phục thời hoặc là đã nói vốn nhìn ra nhưng lại không thèm để ý. 160 năm đủ để phù thế đại lục nghênh đón một giai đoạn giao thời mới, tam giới tỏa ra bừng bừng sinh cơ, độ kiếp đại năng liên tục xuất hiện. Đời sau gọi thời kỳ này là chúng thần kỳ, thời kỳ chư thần phi thăng như nước giếng phun này kéo dài đến mấy trăm năm. Thời kỳ nơi có một đặc thù duy nhất đó là đại năng phi thăng thành thần mỗi lần chỉ có một người, từng người từng người một phi thăng, chưa từng có lúc nào có nhiều người phi thăng cùng một lúc người phù thế đại lục không rõ lắm về chuyện này nhưng diệp tố lại biết rất rõ bởi vì phù thế đại lục chỉ có một lôi phi thăng mà thôi lôi phi thăng ngày đêm đánh người đánh đến đầu choáng mắt hoa sau đó chỉ còn là bản năng chứ không còn hứng chú chạy đi tìm người để đánh nữa có người muốn phi thăng vậy nó liền tới nơi đánh vài nhát đánh xong sẽ nằm trong đám mây nghỉ ngơi một nửa tia lôi cũng không đánh thêm. Chỉ có mấy người dịch huyền lên đây. Du phục thời nắm tay Diệp Tố dẫn nàng bước ra khỏi phòng, chậm rãi nói. Ngự lệnh của mỗi tháng có hạn, sau khi Trương Phong Phong phi thăng cùng ba người Minh Lưu Sa thì đến Trung Trọng Thiên chứ không lên Thượng Trọng Thiên, nói là để người trẻ tuổi tham gia trận chiến trở về đi thôi. Vậy đợi lát nữa ta xuống Trung Trọng Thiên gặp sư phụ. Diệp Tố và Du Phục thời vừa chỉ mới đi đến gần chỗ ở của khách khanh thì liền cảm nhận được sự dao động mãnh liệt do đao kiếm va chạm. Cách đó không xa là thân ảnh của hai thanh niên đang đánh nhau trên không trung, đao quang kiếm ảnh, chiến ý nghiêm nghị. Đến gần hơn thì thấy được là Dịch Huyền và Từ Trình Ngọc đang đối chiến, rõ ràng trong ấn tượng của Diệp Tố nàng chỉ là mới ngủ một giấc mà thôi, vậy mà hai người này lại thành thục hơn không ít. Đại sư tỷ thanh niên mặc một thân đạo bào màu đen trên không trung đột nhiên thu lại trọng minh đao, trong nháy mắt liền đáp xuống đất, xuất hiện trước mặt Diệp Tố. Thanh niên còn lại kinh ngạc, nhanh chóng quay đầu lại nhìn, thấy là Diệp Tố thì cũng vội vàng chạy tới. Đại sư tỷ đã lâu không gặp. Dịch huyền nhìn người đối diện, khóe miệng khẽ cười. Con người hắn trước nay thường thu mình, xác thật lâu lắm không gặp qua Diệp Tố nên mới kích động như vậy đã lâu không gặp rồi. Diệp Tố nhìn hắn cười nói. Du phục thời đứng bên cạnh thấp giọng lầm bầm phá đám, mới có không gặp 16 ngày mà thôi. Từ trình ngọc chạy đến sau nghe vậy thì lập tức bật cười thành tiếng, bọn họ vẫn giống y như trước kia. Thật tốt! Hạ giới đã qua 160 năm, thiên cơ môn có trương phong phong và ba đồ đệ đều phi thăng, ngô kiếm phái phi thăng vài vị sư tổ cùng với tông chủ chu kỳ. Ngoài ra còn có Tân Thẩm Chi và Từ Trình Ngọc Hiện giờ người chấp trưởng mô kiếm phái là Chu Vân, Nàng và Mã Tổng Thu cũng tiến bộ cực nhanh Dưới sự trợ giúp của các trưởng lão cũng có thể vận hành tốt mô kiếm phái Hợp hoan Tông Nhan Hòa và Mai Cửu Nhân, Ngũ Hành Tông Liên Liên và Trình Hoài An Tất cả đều phi thăng thành thần, cũng đã đến du phủ trên Thượng Trọng Thiên Các đệ tử từng tham gia Tông Môn Đại Bỉ gần như đã tập hợp đông đủ Diệp Tố đảo mắt nhìn qua mọi người bước ra từ chỗ ở của khách hanh, cuối cùng hỏi bọn họ, cốc lương thiên không phi thăng sao? Đã lên rồi, Dịch Huyền nói, hắn đi trung trọng thiên. Thật ra là bị các sư tổ vạn Phật Tông trong Phù Thế Viện túng đi, tẩn cho một trận. Diệp Tố không kể quá nhiều về chuyện dưới hạ giới với mọi người trong Phù Thế Viện, nhưng khi Trương Phong Phong và mấy người Minh Lưu Sa tới nơi thì liền bùm bùm kể lại hết thảy những chuyện đã xảy ra. Vì thế tất cả các tán thần trong phù thế viện đều biết Côn Luân và Vạn Phật Tông đã không còn nữa. Cốc Lương Thiên là độc đinh còn sót lại của Vạn Phật Tông, vừa lên tới đã bị nhóm tổ tông Vạn Phật Tông ngồi canh ở phi tiên đài hốt đi, nghe nói bị đập không nhẹ. Vẫn còn mấy tháng, mấy người Chu Vân hẳn là cũng có thể lên đây. Diệp Tố nhìn mọi người một lần nữa đã tụ tập lại, đến lúc đó chúng ta sẽ lại có thể kề vai chiến đấu đã sớm chờ từ lâu liên liên tựa vào trình hoài an nụ cười sán lạn rực rỡ vẫn giống hệt như năm đó